Chương 1340, Thiên Tý Ma Quyền. Ma tộc thân thể vô cùng cường hãn, chớ đừng nói chi là một vị ma thần vương, nói riêng về thân thể e sợ có thể cùng một ít cường đại thần thú sánh vai. Thế nhưng trước mắt vị này ma thần vương, lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Phương Thịnh chấn động trong lòng, e là cho dù là trong truyền thuyết Thiên Cương Đại Sư Huynh cũng chỉ đến như thế đi. Chiến thần điện võ học, nhân tộc run rế, ta ngược lại muốn xem cơ thể ngươi mạnh như thế nào. Vị này ma thần vương cũng là ánh mắt chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hắn có thể đủ nhận ra Lăng Tiêu tu luyện đang là chiến thần điện võ học bất diệt chiến thể, thế nhưng Lăng Tiêu kinh khủng kia thân thể lực lượng vẫn là triệt để chấn kinh rồi hắn, càng là kích phát rồi trong lòng hắn vẻ tham lam. Mãnh liệt như vậy nhân tộc, chỉ cần có thể cắn nuốt tinh huyết của hắn, đến thời điểm thương thế của chính mình chẳng những có thể khỏi hẳn, thậm chí còn có thể cao hơn một tầng. Ma thần vương quanh thân ma quang bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, quanh người hắn lấp phải màu đen bên trên nổi lên từng đạo phù văn thần bí, để cơ thể hắn đều tản mát ra một loại dày nặng cùng cổ xưa gợn sóng. Ở sau người hắn, nháy mắt xuất hiện hơn 1000 đạo cánh tay, mà hắn khí tức cũng là vào đúng lúc này nháy mắt tăng vọt vài lần. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Tý Ma Quyền, theo ma thần vương giống lớn một tiếng, hắn nháy mắt hướng về Lăng Tiêu nhào tới. Tuy rằng hắn người bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là một vị ma thần vương, hơn nữa còn là thánh giai ma tộc. Tuy rằng bây giờ chỉ có thiên thần cảnh viên mãn sức chiến đấu, thế nhưng một thân thể lực lượng cũng là hết sức mạnh mẽ. Này Thiên Tý Ma Quyền, có thể nói là thiên phú của hắn thần thông. Hắn cũng không phải là thuần khiết thiên ma tộc, chính là thiên ma tộc cùng cao cấp ma tộc nhiều cánh tay ma tộc hậu duệ, vì lẽ đó thừa kế nhiều cánh tay ma tộc thiên phú thần thông, đồng thời hiển hóa ra hơn 1000 đạo cánh tay, đây mới là hắn chiến lực chân chính. Đến hay lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, quanh thân chiến ý bốc lên. Một đạo đạo kim sắc khí huyết phun trào, cả người phảng phất hóa thành một vị hoàng kim chiến thần. Hắn có thể đủ từ trước mắt vị này ma thần vương trên người cảm giác được áp lực mạnh mẽ, nhưng cũng kích phát rồi trong lòng hắn chiến ý cường đại. Ầm ầm, hắn đấm ra một quyền, chiến thần lực lượng tràn ngập toàn thân, chiến thần vương quyền hoàn toàn bạo phát ra, một đạo kim sắc quyền ấn hướng về ma thần vương đánh tới, như thái cổ núi thần hiện ra ở trong hư không. Lấy chiến thần lực lượng thôi thúc chiến thần vương quyền. Lấy chiến thần vương quyền bạo phát bất diệt chiến thể sức mạnh, này ba đại võ học hỗ trợ lẫn nhau, dĩ nhiên tại Lăng Tiêu trên người tạo thành một loại hoàn mỹ cân bằng. Răng rác, Lăng Tiêu cái kia một đạo kinh khủng quyền ấn bộc phát ra, dường như muốn hoàn toàn đem vị này ma thần vương trực tiếp chân áp xuống. Nhưng này tôn ma thần vương hơn 1000 đạo cánh tay, nhưng vào đúng lúc này đánh ra hơn 1000 quyền, mỗi một quyền đều như ngôi sao màu đen, phảng phất đem vùng thế giới này đều hóa thành một vùng tăm tối tinh không. Kinh khủng quyền ấn bộc phát ra, trực tiếp liền đem chiến thần vương quyền hóa giải. Đồng thời, ma thần vương nghiêng người thẳng tới, nhanh chóng cùng Lăng Tiêu tiếp cận, sau đó quyền như mưa rơi, hướng về Lăng Tiêu không ngừng phát động tiến công. Chính là hai quyền khó địch bốn tay, mà ma thần vương giờ khắc này lại nào chỉ là bốn cái cánh tay. Hơn 1000 đạo quyền ấn rậm rạp chẳng chỉ đập xuống, mật không ra gió, đồng thời ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, dường như muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn oanh thành bột mịn. Thế nhưng Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng óng ánh, quanh người hắn phảng phất lưu động một loại cực kỳ khí tức thần bí, quyền ấn cổ kính, dĩ nhiên kéo theo bốn phía sức mạnh đất trời. Một luồng cổ thần bí pháp tắc theo quyền của hắn ấn mà lưu động, tràn đầy nét cổ xưa, hắn không ngừng cùng ma thần vương va chạm, thời khắc này tốc độ ra quyền dĩ nhiên nhanh đến mức cực hạn. Phảng phất, Lăng Tiêu cũng đã biến thành nắm giữ hơn ngàn cánh tay chiến thần, trong hư không xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Mỗi một lần va chạm đều còn như núi lở đất nứt giống như vậy, Lăng Tiêu hoàn toàn bạo phát bất diệt chiến thể sức mạnh, mà ma thần vương cũng bị Lăng Tiêu khơi dậy chân hỏa, thi triển Thiên Tý Ma Quyền thiên phú thần thông. Giữa hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, để chung quanh Phương Thịnh hầu như đều phải nhìn choáng váng. Long sư đệ sức chiến đấu thật là khủng bố a, không biết hắn cùng Thiên Cương Đại Sư Huynh đến cùng ai mạnh ai yếu. Phương Thịnh nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nếu là ở trận chiến này trước, hắn khẳng định không chút do dự nói là Thiên Cương Đại Sư Huynh. Nhưng nhìn thấy trước mắt Lăng Tiêu cùng ma thần vương trận chiến này, nhưng trong lòng của hắn có chút do dự, dù sao Lăng Tiêu giờ khắc này mới thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên là có thể cùng ma thần vương chống đỡ được, một khi tu vi của hắn đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, chẳng phải là liền muốn vượt qua Thiên Cương Đại Sư Huynh. Phương Thịnh đã không dám tưởng tượng, Lăng Tiêu hai tay ôm ấp hư không, ở trước mặt của hắn phảng phất có hỗn độn lưu động. Thiên địa đều tựa như ở trong lòng bàn tay của hắn, trong phút chốc trước mắt hơn 1000 đạo quyền ấn toàn bộ đều biến mất. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần quang trong trẻo, sau đó bỗng nhiên hoành đẩy ra.
Một luồng núi lở sóng thần thần lực bộc phát ra, loại này sức mạnh kinh khủng liền ngay cả ma thần vương đều là chưa kịp phản ứng, dĩ nhiên trực tiếp bị đụng phải trên lồng ngực. Trên lồng ngực của hắn xô ra một cái máu đen động, cả người trực tiếp bay ngược mấy ngàn trượng, đem xa xa một tòa núi hoang đều đập bảo. Phương Thịnh cùng cái kia hai cái chiến thần học viện đệ tử đều là sợ ngây người. Vừa rồi xem ra vẫn là kỳ cổ tương đương, làm sao Lăng Tiêu một đòn bên dưới liền đem ma thần vương đánh bay ra ngoài. Lúc nào Lăng Tiêu sức chiến đấu khủng bố đến rồi cảnh giới như vậy. Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, quanh thân từng đạo lưu ly ánh sáng lấp lóe, ngũ sắc thần hà vòng quanh thân thể, tóc đen tung bay, cơ thể sinh quang, một đôi mắt phảng phất ẩn chứa chư thiên ngôi sao, vô cùng rừng rực lóa mắt. Hắn tinh tế thể ngộ vừa rồi một quyền kia diệu dụng, trong lòng càng là có rất nhiều lĩnh ngộ. Vừa rồi Lăng Tiêu cú đấm kia, hoặc là có thể trở thành là Thái Hư Đế quyền lãng thiên trùy bản upgrade. Lăng Tiêu vì ẩn giấu thân phận của chính mình, tận lực không để cho người khác phát hiện, vì lẽ đó liền ngay cả Thái Hư Đế quyền đều không thể triển khai, thế nhưng Thái Hư Đế quyền quá mức kinh khủng. Mấy thập niên này tu luyện trong đó, Lăng Tiêu kết hợp bất diệt chiến thể cùng lãm thiên trùy sức mạnh, lĩnh ngộ một thức thuần túy quyền đạo võ học. Cú đấm kia hoặc là có thể xưng là vô danh quyền pháp, nhưng này loại nháy mắt bùng nổ sức mạnh, dĩ nhiên so với lãm thiên trùy còn muốn hung mãnh mấy phần. Dù sao, lãm thiên trùy chính là tuyệt thế thiên đế trị trời mà kích địch, khống chế thiên địa pháp tắc chân áp bát hoang tuyệt thế quyền pháp, lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi tự nhiên không thi triển ra được. Nhưng Lăng Tiêu nhưng lấy một khéo, hắn lấy chính mình kinh khủng thân thể lực lượng, xúc động thiên địa pháp tắc hình thành cú đấm này, sau đó nháy mắt bùng nổ ra vài lần chồng chất lực lượng, để cú đấm này vô cùng khủng bố. Giờ khắc này, coi như là tu luyện Thái Hư Đế quyền phù vương ở Lăng Tiêu trước mặt, e sợ đều không nhận ra đây là lãm thiên trùy. Một kích này sức mạnh vô cùng khủng bố, cho nên trực tiếp đem ma thần vương đều đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, xa xa tòa kia núi hoang nổ ra, vô tận núi đá bay ngang, ma thần vương cực kỳ chật vật từ trong đó vọt ra, trong miệng ho ra máu liên tục, trên lồng ngực xuất hiện một cái vô cùng thảm thiết hang lớn, một mực chảy máu, khiến người ta xem ra có chút vô cùng thê thảm. Chương 1341, chém ma thần vương. Hèn hạ nhân tộc, ta muốn giết ngươi. Ma thần vương trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, phẫn nộ tới cực điểm. Trước bọn họ ba đại ma thần vương bị năm đại học viện thần vương vây công, chết trận hai đại ma thần vương, hắn chính là hao phí cái giá cực lớn mới chạy trốn, càng là liên tục chém giết rất nhiều nhân tộc, cắn nuốt tinh huyết của bọn họ mới vững chắc thương thế. Thế nhưng Lăng Tiêu cú đấm này, dĩ nhiên để thương thế của hắn có một loại trở nên ác liệt xu thế. Như là tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn càng ngày sẽ càng suy yếu, đến cuối cùng nói không chắc thật sự sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem trước mắt cái này tiểu tử loài người cái giải quyết rồi. Chỉ bằng ngươi, ma tộc cặn bã, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu cười lạnh đạo, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn có thể đủ cảm giác được, trước mắt vị này ma thần vương quanh thân có vô số oán khí quấn quanh người, tuy rằng hết sức yếu ớt, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được. Cái kia là nhân tộc cường giả chết rồi lưu lại oán khí. Như là ma thần vương thời điểm toàn thịnh, điểm này oán khí tự nhiên không coi vào đâu, thế nhưng giờ khắc này hắn trọng thương thân thể, căn bản không có cách nào hóa giải loại này oán khí. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ma thần vương quanh thân oán khí vô cùng mãnh liệt, đại diện cho gần đây e sợ có không ít nhân tộc cường giả đều chết ở trong tay hắn. Vô luận như thế nào, vị này ma thần vương đều chắc chắn phải chết. Chết, ma thần vương ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ còn như thực chất giống như vậy, quanh người hắn nháy mắt bạo phát ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng gợn sóng. Ầm ầm, phảng phất là một đạo sấm rền nổ vang, từng đạo ma khí phun trào, quanh người hắn cái kia chút phải giáp màu đen dĩ nhiên vào đúng lúc này lơ lửng, phía trên màu đen phù văn đan dệt, ma khí ngang dọc, hóa thành một đạo màu đen lưới lớn. Thiên ma dẫn, ma thần vương bắt đầu hoàn toàn liều mạng, theo hắn một tiếng hét lớn. Nhất thời màu đen lưới lớn che ngập bầu trời mà đến, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Này thiên ma dẫn bí thuật chính là ma thần vương căn bản, trong truyền thuyết là một loại không sứt mẻ thánh thuật, nhắm thẳng vào vô thượng thánh đạo, lấy tự thân ma lực xúc động thiên địa pháp tắc, hóa thành một mảnh thiên ma dẫn lưới, hết thảy bị thiên ma dẫn bao phủ sinh linh, đều sẽ bị thôn phệ tất cả sinh cơ, sau đó bị đồng hóa vì là không có tư tưởng ma khôi. Ma thần vương đã từng lấy thiên ma dẫn bí thuật ngang dọc thần ma không gian, chém giết vô số nhân tộc cường giả. Thậm chí còn có một vị cường đại thần vương chết ở trong tay hắn. Nguyên vốn dĩ hắn bây giờ trạng thái không đủ để triển khai thiên ma dẫn, thế nhưng trước mắt cái này tiểu tử loài người quá tà môn, để hắn vô cùng kiêng kỵ, vì lẽ đó liều mạng trọng thương hắn cũng phải triển khai thiên ma dẫn, triệt để diệt sát Lăng Tiêu.
chỉ cần giết Lăng Tiêu, đến thời điểm lấy thiên ma dẫn cắn nuốt Lăng Tiêu quanh thân tất cả sức mạnh, hắn bị phản phệ đều có thể bù đắp lại. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, hắn dĩ nhiên phát hiện này cái gọi là thiên ma dẫn dĩ nhiên cùng cái kia thực giới trùng sức mạnh vô cùng tương tự. Thậm chí nói nhất định chính là giống như đúc, cũng là nuốt chửng sinh cơ, tương tự là đồng hóa ma khôi. Như là những thứ khác thánh thuật, có lẽ Lăng Tiêu còn sẽ kiêng kỵ một, hai, thế nhưng ma thần vương dĩ nhiên thi triển thiên ma dẫn loại bí thuật này, vậy cũng chỉ có thể nói hắn tự tìm chết. Ầm ầm ầm, màu đen ma quang lưới lớn bao phủ thiên khung, từng đạo hắc quang đan dệt, đồng thời từ trong đó hiển hiện ra rất nhiều phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn bên trên đều có ma thần bóng mở hiện ra, xung quanh gào khóc thảm thiết, như vô gian địa ngục giống như vậy, vô cùng khủng bố. Xong, Phương Thịnh cùng cái kia hai cái chiến thần điện đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra một tia tuyệt vọng. Ở này thiên ma dẫn bí thuật trước mặt, hai người bọn họ căn bản không có mảy may sức phản kháng, thậm chí liền liền đứng lên đều làm không được đến. Phương Thịnh bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu một chút, Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững, không biết vì sao, Phương Thịnh nhưng trong lòng là bỗng nhiên sinh ra một chút hy vọng. Có lẽ, vị này Long Sư Đệ có thể sáng tạo kỳ tích đây. Khi một mảnh kia thiên ma dẫn lưới lớn đem Lăng Tiêu bao phủ lại thời điểm, Lăng Tiêu như cũ rất bình tĩnh, phảng phất nhận mệnh giống như căn bản không có phản kháng. Ma thần vương trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sát ý. Rốt cục lại muốn bóp chết một vị nhân tộc thiên tài sao? Hắn thích nhất chính là loại này bóp giết nhân tộc thiên tài vui vẻ. Ầm ầm, thế nhưng bỗng nhiên, thiên địa phảng phất vào đúng lúc này dừng lại lên. Một luồng hào quang óng ánh từ Lăng Tiêu trên người bộc phát ra, cổ xưa, mênh mông, thần bí, thánh khiết mà thuần túy, phảng phất là nhất là nguyên thủy khởi xướng chi quang, rọi sáng ngàn tỷ sinh linh, rọi sáng bóng đêm vô tận, vĩnh hằng bất diệt, hảo hán vô tận. Cái kia cỗ hào quang óng ánh bên trong, ẩn chứa một luồng cực kỳ kinh khủng lực cắn nuốt, mênh mông cực kỳ, coi như là thiên ma dẫn hình thành lưới lớn, dĩ nhiên đều vào đúng lúc này nháy mắt hỏng mất lên. Mênh mông ma khí trực tiếp còn như băng tuyết hòa tan lên. Mà ở ánh sáng vô tận bên trong, Lăng Tiêu khuôn mặt bình tĩnh mà hờ hững, khí tức mênh mông vô cùng, bị tôn lên như một vị bất hủ thiên đế, trấn áp bát hoang, vĩnh hằng bất diệt. Đó là thôn thiên bí thuật sức mạnh, bất quá Lăng Tiêu lấy tầm giới bao vây, che đậy cái kia loại khí tức thần bí, liền ngay cả ma thần vương cũng không biết Lăng Tiêu giờ khắc này sử dụng thủ đoạn gì, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Cái gì, ngươi làm sao có khả năng rách thiên ma dẫn? Ma thần vương trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thậm chí vào đúng lúc này trở nên cực kỳ kinh hoàng, phảng phất là lực lượng nào đó vượt ra khỏi hắn khống chế. Hắn từ Lăng Tiêu trên người cảm thấy một loại để hắn tê cả da đầu nội tâm khủng hoảng sức mạnh. Tài quyết, Lăng Tiêu trong miệng nhàn nhạt hộc ra vài chữ, cánh tay chậm rãi giơ lên, sau đó lại nháy mắt chém xuống. Ầm ầm, một đạo trắng như tuyết đao quang ở Lăng Tiêu lòng bàn tay thai nghén ra, cổ xưa thần bí, ẩn chứa thần bí mênh mông pháp tắc gợn sóng, bỗng nhiên hướng về ma thần vương chém xuống đến. Tài quyết thất thức, cái môn này võ học tuy rằng tiến triển chậm chậm, nhưng cũng bị Lăng Tiêu tu luyện đến cảnh giới đại thành, giờ khắc này thậm chí phối hợp Lăng Tiêu cái kia cổ sát ý, bạo phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Thiên ma dẫn bị phá, ma thần vương lòng rối như tơ vò, thậm chí còn bị bí thuật này phản phệ, thế nhưng Lăng Tiêu nhưng căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng thời gian. Cái kia một đạo sáng chói ánh đao chém xuống đến, như ngân hà rơi cửu thiên, rực rỡ tới cực điểm. Phốc, ma thần vương trực tiếp bị Lăng Tiêu một đao này từ đầu đến chân đánh thành hai nửa. Đồng thời một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng từ Lăng Tiêu trên người bộc phát ra, như một đạo trật tự thần liên giống như vậy, nháy mắt liền quấn chặt lấy ma thần vương nguyên thần, sau đó nuốt một cái lại đi. Một vị vô cùng mạnh mẽ ma thần vương, cứ như vậy dứt khoát bị Lăng Tiêu chém giết. Vết máu màu đen bay ngang, thi thể khốc liệt, trong hư không đều tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Phương Thịnh cùng cái kia hai cái chiến thần điện đệ tử đều kinh ngạc ngoác to miệng. Hoàn toàn ngây dại. Nguyên bản, ở thiên ma dẫn triển khai ra phía sau bọn họ đều cho rằng chết chắc rồi, nhưng không có nghĩ tới là, cuối cùng bước ngoặt vẫn là vị này Long Ngạo Thiên Sư Đệ ngăn cơn sóng dữ, không chỉ phá thiên ma dẫn, hơn nữa chuyển bại thành thắng, trực tiếp chém giết ma thần vương. Chương 1342, dọa dẫm. Phương Thịnh cùng cái kia hai cái chiến thần học viện đệ tử còn không có có phản ứng lúc tới, Lăng Tiêu đã bắt đầu từ ma thần vương trên người tìm tòi chiến lợi phẩm. Bất quá để Lăng Tiêu thất vọng là, cái này ma thần vương nhất định chính là người nghèo rất mồng tơi, ngoại trừ một viên ma tinh ở ngoài, dĩ nhiên không có thứ gì. Lăng Tiêu suy đoán, chỉ sợ là trước cái tên này bị thương quá nặng, trên căn bản bảo vật quý giá đều bị hắn nắm đến chữa bệnh. Bất quá viên này ma tinh ngược lại là có thể nắm đến hối đoái 10.000 điểm cống hiến, cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Phương Sư Huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lăng Tiêu đem viên kia ma tinh cất đi, sau đó đi sang đây xem Phương Thịnh cười nhạt một cái nói. Nói đến, Lăng Tiêu đối với cái này cái Phương Thịnh vẫn tính là rất có hảo cảm, tuy rằng thiên phú không tính là tuyệt đỉnh, thế nhưng võ đạo tâm kiên định, hơn nữa vô cùng có nghị lực, có thể nắm thời gian một giáp đến hoàn mỹ trúc cơ, thậm chí không tiếc làm lỡ tu luyện, nhân tài như vậy so với những thiên phú kia cực mạnh, nhưng tâm tính bạc nhược hạng người muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Tiêu tương lai muốn đi vào chiến thần điện, chính là cần một ít như vậy thành viên nòng cốt. Long sư đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó hữu dụng đến địa phương của ta, núi đao biển lửa, không chối từ. Phương Thịnh thật lòng quay về Lăng Tiêu ôm quyền thi lễ, thành khẩn nói rằng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia hai cái chiến thần học viện đệ tử cũng là đối với Lăng Tiêu cảm ơn. Đều là đồng môn sư huynh đệ, không cần khách khí. Hai năm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu khoát tay áo một cái, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn bế quan thời gian 2 năm, nhưng nhìn vị này ma thần vương bộ dạng, chỉ sợ là thần ma không gian 2 năm qua phát xảy ra không ít chuyện. Long sư đệ, chúng ta cũng là đến thần ma không gian lịch luyện. 2 năm qua ngươi đi nơi nào? Chúng ta đều suýt chút nữa nghĩ đến ngươi chết APQ53N ở ma tộc cường giả trong tay. 2 năm qua thần ma không gian phát xảy ra không ít chuyện tình, nhân tộc cùng ma tộc đã trải qua mấy lần đại chiến. Phương Thịnh quay về Lăng Tiêu chậm rãi giảng thuật lên. Theo Phương Thịnh giảng giải, Lăng Tiêu mới hiểu rõ 2 năm qua thần ma không gian chuyện đã xảy ra. Nói đến, ngọn nguồn vẫn là 2 năm trước lần kia thiên ma cốc cuộc chiến, ba hiệt bị trọng thương, hai đại ma thần bị chém giết, đưa tới ma giới tức giận. 2 năm qua nhân tộc cùng ma tộc trong đó đại chiến khá là kịch liệt, hơn nữa đại đều tập trung ở Thái Trọng Cổ thành phụ cận, vì lẽ đó năm đại học viện đệ tử có rất nhiều đều tiến vào thần ma không gian bên trong rèn luyện. Tuy rằng nhân tộc cùng ma tộc lẫn nhau bị tổn thương, thế nhưng ở loại này rèn luyện bên trong, năm đại học viện đệ tử thực lực đều là tăng cường nhanh chóng. Lần này, Phương Thịnh chính là mang theo mấy cái sư đệ trước đến rèn luyện, không nghĩ tới xui xẻo gặp vị này ma thần vương, mấy cái sư đệ bị hắn giết, Phương Thịnh 3 người một đường lưu vong. Như không phải gặp Lăng Tiêu, sợ rằng cũng phải chết ở vị này ma thần vương trong tay. Nói phía sau, Phương Thịnh cảnh giác nhìn chung quanh sau đó nói, Long sư đệ, chúng ta vẫn là mau nhanh Thái Trọng Cổ thành đi, mới vừa đại chiến quá kịch liệt, nói không chắc đã bị ma tộc phát hiện. Đúng rồi, vị này ma thần vương thi thể mang đi đi, có thể đi Thái Trọng Cổ thành lĩnh thưởng. Được, chúng ta vậy thì ly khai. Ngươi nói lĩnh thưởng là có ý gì? Lăng Tiêu đem ma thần vương thi thể cất đi. Sau đó cùng Phương Thịnh 3 người hướng về Thái Trọng Cổ thành phương hướng lao đi, nghe được lĩnh thưởng, Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Phương Thịnh một bên chạy đi, một bên giải thích, 2 năm trước, vị này ma thần vương thành cá lọt lưới, khoảng thời gian này càng là giết không ít nhân tộc cường giả, vì lẽ đó năm đại học viện ở Thái Trọng Cổ thành phát xuống treo giải thưởng khiến, bất luận người nào chỉ cần giết vị này ma thần vương, đều có thể được 100 giọt thánh dịch khen thưởng. 100 giọt thánh dịch, Lăng Tiêu mắt sáng rực lên. Vị này ma thần vương quả nhiên rất đáng giá tiền a, không nghĩ tới năm đại học viện vừa ra tay chính là 100 giọt thánh dịch, quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách. 100 giọt thánh dịch, e sợ đều đầy đủ thiên thần cảnh viên mãn cường giả xung kích thần vương cảnh cần thiết. Có này 100 giọt thánh dịch, ít nhất có thể để Lăng Tiêu lại tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đây chính là niềm vui bất ngờ. Lăng Tiêu 3 người vừa rồi ly khai không lâu, liền có mấy bóng người ngang trời lướt tới, xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng ma thần vương đại chiến địa phương. Đó là 3 cái trên người mặc huyền thanh sắc trường bào trẻ tuổi người, từng cái vóc người mạnh mẽ, khí tức cường đại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tất cả đều là thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa, 3 người này đều là Đại Chu học viện đệ tử. Đây là ma thần vương khí tức, vừa rồi chẳng lẽ là có người giết ma thần vương? Hẳn không sai, có người giết ma thần vương, hơn nữa còn đem thi thể của hắn mang đi, xem ra là có người muốn nắm ma thần vương thi thể đi lĩnh thưởng a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Đây chính là 100 giọt thánh dịch a. Nghe nói vị này ma thần vương chịu trọng thương, bây giờ thế lực rất yếu, nói không chắc là có người lượm giá rẻ, chúng ta đuổi theo đi xem một chút. Nếu thật là tu vi mạnh mẽ hạng người, vậy cũng chỉ có thể quên đi. Như là thế lực rất yếu, vậy thì đem ma thần vương thi thể giành lại đến, chúng ta đi lĩnh thưởng. Ý kiến hay, cứ quyết định như vậy, đi nhanh đi. 3 cái Đại Chu học viện đệ tử nói chuyện với nhau chỉ chốc lát. Trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam. Đây chính là 100 giọt thánh dịch, coi như là chia đều cho 3 người bọn họ, cũng đủ để đem tu vi của bọn họ đẩy vào đến thiên thần cảnh viên mãn. Cuối cùng, vẫn là tham lam chiến thắng lý trí, bọn họ người theo đuổi cái kia vài đạo khí tức, nhanh chóng đuổi theo. Lăng Tiêu 3 người tuy rằng cũng ở cực tốc hướng về Thái Trọng Cổ thành bay đi,
nhưng là bởi vì Phương Thịnh cùng cái kia hai cái chiến thần học viện đệ tử bị thương, tốc độ cũng không nhanh. Hả, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, liền nghe được phía sau có ba đạo tiếng xé gió cực tốc mà tới. Siêu siêu siêu, ba đạo trên người mặc huyền thanh sắc trường bào, khí tức cường đại, sắc mặt lãnh ngạo thanh niên nháy mắt liền ngang trời đuổi theo, hơn nữa trực tiếp ngăn cản Lăng Tiêu ba người. Chiến thần học viện đệ tử, là các ngươi giết ma thần vương. Một người cầm đầu Đại Chu học viện đệ tử lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu bốn người một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn nhìn ra rồi, Lăng Tiêu trong bốn người, tu vi mạnh nhất Phương Thịnh cũng chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, ba người kia bao quát Lăng Tiêu đều là thiên thần cảnh sơ kỳ, hơn nữa có ba người đều bị thương. Căn cứ Lăng Tiêu bốn người vết máu trên người và khí tức, hắn nháy mắt liền phán đoán đi ra, ma thần vương thi thể 89/10 ở nơi này bốn người trên người. Vị sư huynh này, ngươi vì sao phải ngăn cản đường đi của chúng ta? Phương Thịnh bình tĩnh nhìn trước mắt ba người một chút hỏi. Ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời phí lời. Giao ra ma thần vương thi thể, chúng ta lập tức đi ngay. Nếu không thì, các ngươi chỉ sợ cũng muốn chịu khổ một chút đầu. Cầm đầu Đại Chu học viện đệ tử lạnh lùng nói ra, một bộ thái độ bề trên. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt này ba cái chiến thần học viện đệ tử tu vi đều không cao, hơn nữa đều bị tổn thương, căn bản không có thực lực chém giết chân chính ma thần vương, chỉ sợ là ma thần vương thương thế quá nặng, bị bọn họ lượm kẽ hở. Vì lẽ đó, từ trên người bọn họ dọa dẫm ra ma thần vương thi thể, bọn họ một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Chương 1343, tham lam đánh đổi. Ma thần vương thi thể, chỉ sợ các ngươi lầm chứ, trên người chúng ta không có gì ma thần vương thi thể. Phương Thịnh chân mày cau lại, lạnh lùng nói, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, này đám Đại Chu học viện đệ tử cũng thật là hung hăng, lại dám cản của bọn hắn bức bách ma thần vương thi thể. Chính là không biết bọn họ là làm sao biết ma thần vương thi thể tại chính mình đám người trên người. Thiếu giả bộ hồ đồ, vừa rồi cái kia một trận đại chiến gợn sóng là các ngươi gây nên tới chứ. Chúng ta đã cảm thấy ma thần vương khí tức, hắn giờ khắc này đã chết, thi thể nhất định ở trong tay của các ngươi. Các ngươi cần phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cầm đầu người đệ tử kia cười lạnh một tiếng đạo, sắc mặt khó coi. Ba người bọn họ trong ánh mắt đều là lộ ra làm cho tham lam chi sao thần vương thi thể đại diện cho 100 giọt thánh dịch, vô luận như thế nào đều phải cướp đến tay. Tuy rằng trên danh nghĩa, năm đại trong học viện chiến thần học viện cùng thái thượng học viện mới là thực lực mạnh nhất, mà thiên kiếm học viện, bá vương học viện cùng Đại Chu học viện hơi yếu một bậc, thế nhưng Đại Chu học viện đệ tử vẫn luôn là vô cùng kiêu căng. Chiến thần điện, thái thượng đạo cung cùng 9 tầng đế khuyết đều là đứng hàng 12 bất hủ thánh địa. Nhưng chiến thần điện đã không còn nữa huy hoàng của năm đó, bây giờ đứng hàng tên cuối cùng, có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Mà 9 tầng đế khuyết nhưng là vượt qua chiến thần điện cùng thái thượng đạo cung, cường giả tập hợp, thậm chí mơ hồ có thượng cổ thiên đình mấy phần khí tượng, làm Đại Chu học viện đệ tử bọn họ tự nhiên là vô cùng ngạo khí, xem thường chiến thần học viện đệ tử. Lăng Tiêu hai mắt hơi híp lại, một tia hàn quang ẩn hiện, chỉ là ba cái thiên thần cảnh hậu kỳ đệ tử, dĩ nhiên một bộ ăn chắc dáng dấp của bọn họ. Còn muốn trắng trợn cướp đoạt ma thần vương thi thể, theo Lăng Tiêu nhất định chính là muốn chết. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám mơ ước ma thần vương thi thể. Lập tức cút cho ta, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chẳng muốn cùng này chút Đại Chu học viện đệ tử nói thêm cái gì. Liền ma thần vương đều chết ở trong tay hắn, chỉ là ba cái thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả vẫn đúng là không có bị hắn để ở trong mắt. Tiểu tử, người muốn chết, cầm đầu cái kia Đại Chu học viện đệ tử ánh mắt phát lạnh, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu tử, lại dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả, trong lòng nhất thời liền sinh ra một tia sát ý. Ba người bọn họ kỳ thực đã tính xong, coi như là trước mắt này bốn cái chiến thần học viện đệ tử giao ra ma thần vương thi thể, cũng muốn giết bọn họ, để ngừa bọn họ trở lại cáo trạng, bình tăng thêm phiền phức. Ngược lại chết ở thần ma không gian bên trong, chỉ cần bọn họ hành động bí mật, cũng không ai biết là bọn hắn động thủ. Đưa bọn họ tất cả đều giết sạch, cái kia Đại Chu học viện đệ tử quanh thân sát cơ bạo phát, trong ánh mắt sát ý bùng lên, nháy mắt một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Quyền ấn ngang dọc vô cùng, ẩn chứa bàng bạc thần lực, đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Hắn muốn xuất kỳ bất ý bên dưới, trực tiếp đem Lăng Tiêu chém giết. Mà đổi thành ở ngoài hai cái Đại Chu học viện đệ tử cũng đều là trong ánh mắt sát cơ lóe lên, dồn dập sử dụng hai thanh màu vàng sậm chiến đao, hướng về Phương Thịnh ba người đánh tới. Không biết sống chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên, không nghĩ tới này ba cái Đại Chu học viện đệ tử vì ma thần vương thi thể, dĩ nhiên trong lòng sinh ra sát cơ. Hắn nhất thời cũng không lưu tay nữa, tương tự là một quyền đánh ra ngoài, màu vàng quyền ấn bạo phát ra một luồng chí cường chiến ý.
Hai quyền chạm nhau, như sấm rền nổ vang, tứ phương hư không đều ở đây nổ vang. Lăng Tiêu thân hình bất biến, mà cái kia Đại Chu học viện đệ tử nhưng là sắc mặt đại biến, cảm thấy một cỗ sức mạnh kinh khủng tràn vào đến rồi trong cơ thể hắn, để hắn căn bản không có cách nào chống đối. Ầm ầm, cánh tay của hắn trực tiếp vỡ nát, hóa thành một mảnh xương máu, cả người bị Lăng Tiêu đánh bay hơn 10 trượng, hung hăng đập vào vùng đất xa xa bên trên, để lại một cái to lớn hố. Cái gì? Mặt khác hai cái Đại Chu học viện đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Thế nhưng, nhân lúc của bọn hắn chần chờ chốc lát, Lăng Tiêu song quyền cùng xuất hiện, hai đạo nóng rực quyền ấn đem hai người bọn họ đều là bao phủ lại. Giết hắn đi, hai cái Đại Chu học viện đệ tử cảm giác được Lăng Tiêu trên người truyền tới khủng bố áp lực, nhưng cũng biết giờ khắc này đã không có lui về phía sau chỗ trống, nhìn nhau đều là cắn răng một cái. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc hung ác, dồn dập nâng đao hướng về Lăng Tiêu chém tới. Bọn họ thi triển là Đại Chu học viện đao pháp võ học, tuy rằng không tính quá mức cương mãnh, nhưng cũng vô cùng huyền ảo, hai người phối hợp xảo diệu, ở loại này nguy cơ sống còn dưới sự kích thích, dĩ nhiên để đao pháp có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Bọn họ không cầu có thể đem Lăng Tiêu chém giết, chỉ cầu có thể đem Lăng Tiêu bức lui, sau đó mới có cơ hội chạy trốn. Lấy tầm mắt của bọn họ cùng kiến thức, vừa rồi Lăng Tiêu cú đấm kia liền để cho bọn họ biết rồi Lăng Tiêu sức chiến đấu khủng bố đến mức nào, trước mắt cái này chiến thần học viện đệ tử quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Cong, một trận kim thiết giao kích tiếng truyền đến, Lăng Tiêu quyền ấn rừng rực vô nbm hã ốc cùng, như một tòa thái cổ núi thần chấn áp xuống, dĩ nhiên không tránh không né, đồng thời cùng cái kia hai thanh chiến đao va chạm lên. Nóng rực thần quang lấp lóe, một trận tiếng vang lanh lãnh truyền đến, cái kia hai thanh cường đại chiến đao chỉ là cực phẩm thần khí. Dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bể. Quyền thế đi không giảm, ở đó hai cái Đại Chu học viện đệ tử trong ánh mắt kinh hãi, trực tiếp đánh vào lồng ngực của bọn họ bên trên. Hai người như bị sét đánh, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ thảm biến thành màu trắng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên cực kỳ uể oải lên. Một đòn bên dưới, liền trực tiếp bị thương nặng. Tuy là Phương Thịnh cùng hai cái chiến thần học viện đệ tử đã sớm biết Lăng Tiêu thực lực mạnh mẽ. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu lưu loát dứt khoát như vậy giải quyết rồi ba cái Đại Chu học viện đệ tử, vẫn là cảm giác được vô cùng chấn động. Ngươi rốt cuộc là ai? Cầm đầu cái kia Đại Chu học viện đệ tử trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ sợ hãi cùng không cam lòng vẻ mặt, chặt chẽ trừng mắt Lăng Tiêu nói rằng. Ba người bọn họ đều là cảm thấy nguy cơ lớn lao, căn bản không nghĩ tới chỉ là một cái thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu tử, lại có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Trong lòng bọn họ đều là sinh ra một loại cảm giác không ổn. Người giết các ngươi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, hướng về ba người đi tới. Này ba cái Đại Chu học viện đệ tử không chỉ muốn cướp giật ma thần vương thi thể, vẫn còn có tâm muốn giết bọn hắn diệt khẩu, nhất thời liền để Lăng Tiêu cũng sinh ra sát ý. Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là Đại Chu học viện đệ tử, Cơ Nguyên Long Đại Sư Huynh ở ngay gần, ngươi như là giết chúng ta, Đại Sư Huynh sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cầm đầu người thanh niên kia có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Thực sự là nhàm chán uy hiếp, Lăng Tiêu cười nhạt, sau đó đầu ngón tay trực tiếp bắn ra hai đạo kiếm khí sắc bén, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sức mạnh, cái kia hai cái Đại Chu học viện đệ tử mi tâm nổ ra, trực tiếp bị Lăng Tiêu diệt nguyên thần, hồn phi phách tán. Chương 1344, hủy thi diệt tích. Khốn nạn, ngươi lại dám giết chúng ta Đại Chu học viện đệ tử. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi nhất định sẽ chết, không ai có thể cứu được ngươi. Cầm đầu người thanh niên kia trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ kinh nộ vẻ mặt, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, trực tiếp sẽ giết hai cái Đại Chu học viện đệ tử. Vèo, hắn trực tiếp bóp nát một đạo kim sắc ngọc phù, nhất thời một mảnh hào quang óng ánh đưa hắn báo quá lên, hư không hơi rung động, một đạo thần bí hư không cánh cửa phảng phất bỗng dưng xuất hiện. Thần độn thiên phù, nhưng ngươi chính là phải chết. Lăng Tiêu ánh mắt hơi đổi, trong lòng bàn tay ánh sáng óng ánh, huyền côn kiếm trực tiếp bị hắn kích phát rồi. Hóa thành một đạo cực kỳ nóng rực ánh kiếm, ẩn chứa khủng bố ngập trời sức mạnh, hướng về cái kia Đại Chu học viện đệ tử chém xuống đến. Kinh khủng kiếm khí xé rách tất cả, ẩn chứa làm cho không người nào có thể chống cự khủng bố thánh uy, trực tiếp đem đạo kia hư không cánh cửa xé nát, sau đó bỗng nhiên chém vào cái kia Đại Chu học viện đệ tử trên người. Không muốn a, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, thảm kêu một tiếng, thế nhưng nháy mắt âm thanh im bặt đi, trực tiếp bị huyền côn kiếm hoàn toàn chém giết. Hài cốt không còn. Hồn phi phách tán. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn căn bản không nghĩ tới cái kia Đại Chu học viện đệ tử trong tay dĩ nhiên có thần độn thiên phù tồn tại,
đây chính là ở thần ma không gian bất kỳ địa phương nào, đều có thể trực tiếp truyền tống về Thái Trọng Cổ Thành Chí Bảo. Đáng tiếc coi như là thần độn thiên phù, cũng không phải không cách nào khắc chế. Kích phát thần độn thiên phù, cần thời gian mấy hơi thở, quái thì trách tên kia lời nhiều lắm, trước khi đi còn muốn thả vài câu lời hung ác, kết quả cho Lăng Tiêu xuất thủ thời gian. Huyền Côn Kiếm chính là không sứt mẻ thánh bảo, bị Lăng Tiêu thúc động, trực tiếp liền phá tan rồi thần độn thiên phù, đưa hắn chém giết. Lăng Tiêu trực tiếp kích phát rồi vài đạo thôn thiên thần hỏa, đem này ba cái Đại Chu học viện đệ tử đốt thành cho tàn. Năm đại học viện đệ tử như thể chân tay, coi như là ở thần ma không gian bên trong giống như cũng đều là sẽ lẫn nhau liên thủ, chuyện giết người đoạt bảo rất ít xuất hiện, mà một khi bị phát hiện, nhất định sẽ chịu đến cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Vì lẽ đó Lăng Tiêu liền chiến lợi phẩm đều không có siêu tập, trực tiếp đem ba người bọn hắn hủy thi diệt tích. Phương Thịnh ba người nhìn ra hai mắt nhảy lên, bọn họ cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên như vậy quả quyết, trực tiếp đem ba cái Đại Chu học viện đệ tử diệt. Long sư đệ, việc này không phải chuyện nhỏ, ngàn vạn lần không thể tiết lộ, bằng không chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Trần Đông sư đệ, Vương Hâm sư đệ, hy vọng các ngươi cũng có thể miệng kín như bưng, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Phương Thịnh nhìn Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, sau đó lại căn dặn cái kia hai cái chiến thần học viện đệ tử. Phương sư huynh yên tâm, Long sư đệ là ân nhân cứu mạng của chúng ta, huống chi này ba cái Đại Chu học viện đệ tử xác thực đáng chết, chúng ta lấy tâm ma xin thề, tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Trần Đông cùng Vương Hâm cũng đều là biết can hệ trọng đại, từng cái khuôn mặt nghiêm túc, dồn dập phát xuống tâm ma đại thề. Tâm ma đại thề so với thiên đạo lời thề còn muốn hà khắc, một khi làm trái tâm ma đại thề, ngay lập tức sẽ bị tâm ma phản phệ, nhẹ thì mất hết tu vi, trở thành ngớ ngẩn, nặng thì biến thành cho bụi. Chúng ta trước tiên về Thái Trọng Cổ Thành, cho dù có người phát hiện bọn họ chết rồi, chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút, cũng sẽ không có người chú ý tới chúng ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cũng không để ý. Này ba cái Đại Chu học viện đệ tử cũng là muốn chết, lại dám cướp đoạt Lăng Tiêu, nói đến cũng là quá ngu, cũng không suy nghĩ một chút liền ngay cả ma thần vương đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, bọn họ cũng dám đến muốn ma thần vương thi thể. Nhất định chính là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Lăng Tiêu cùng Phương Thịnh ba người hướng về Thái Trọng Cổ Thành lao đi, đồng thời Lăng Tiêu trong bóng tối triển khai thôn thiên bí thuật, đem bốn người trên người tất cả khí tức đều xóa đi. Có lẽ thánh nhân thần thông quảng đại, có thể phát hiện cái gì tung tích. Thế nhưng Lăng Tiêu có thể bảo đảm, thánh cảnh bên dưới căn bản không người nào có thể nhìn ra sơ hở. Dù sao, này thần ma không gian bên trong cường đại nhất cũng chỉ là thần vương cảnh cường giả thôi. Lăng Tiêu bốn tốc độ của con người rất nhanh, tuy rằng trên đường đi cũng gặp phải ma tộc cường giả tung tích, nhưng cũng đều là cẩn thận tránh được, rất nhanh liền trở về Thái Trọng Cổ Thành bên trong. Lăng Tiêu hiện tại muốn biết nhất vẫn là Cẩm Sắt, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, cùng Huyền Vương bốn người tin tức. Cẩm Sắt ở 2 năm trước tùy tùng Thanh Liên đồng thời. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã tiến vào Thái Thượng Đạo Cung bên trong, nhưng tốt nhất vẫn là xác nhận một chút Lăng Tiêu mới yên tâm. Mà Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Huyền Vương căn cứ Phương Thịnh từng nói, 2 năm này tu vi tiến vào triển phi nhanh, hơn nữa cũng thường thường tiến nhập thần ma không gian bên trong rèn luyện, thế nhưng giờ khắc này cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Long sư đệ, người tốt nhất vẫn là đi trong phủ thành chủ, đem ma thần vương thi thể mau chóng đổi lấy 100 giọt thánh dịch đi, để ngừa chậm thì sinh biến. Phương Thịnh nhỏ giọng nói với Lăng Tiêu, phủ thành chủ ở vào Thái Trọng Cổ Thành Trung ương, chính là năm đại học viện năm đại thần vương thường trú địa phương, 2 năm qua cũng sẽ có thần vương cường giả thâm nhập thần ma không gian bên trong săn giết ma tộc, nhưng Thái Trọng Cổ Thành bên trong chỉ ít sẽ có 1-2 vị thần vương cường giả tọa chấn. 100 giọt thánh dịch treo giải thưởng ma thần vương, chính là năm đại học viện cộng đồng chuyện quyết định, chỉ cần nắm ma thần vương thi thể đến trong phủ thành chủ liền có thể lấy tiến hành hối đoái. Được, ta đây phải đi phủ thành chủ. Các người mang ta đi đi. Lăng Tiêu nhìn Phương Thịnh ba người một chút, khẽ mỉm cười nói. Tuy rằng ma thần vương là Lăng Tiêu chém giết, thế nhưng Lăng Tiêu đối với Phương Thịnh, Trần Đông cùng Vương Hâm ba người cảm giác không sai, cũng muốn chia lãi bọn họ một ít. Ở Phương Thịnh dẫn dắt đi, Lăng Tiêu đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ mặc dù là năm đại học viện thần vương cường giả chỗ ở, nhưng trong ngày thường cũng coi như là một cái giao dịch phòng khách, có rất nhiều người ở thần ma không gian chi ở bên trong lấy được bảo vật. Cũng sẽ nắm tới nơi này giao dịch. Thậm chí năm đại học viện cũng sẽ thông qua ở đây tuyên bố một ít nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể có được nhất định thù lao. Làm phiền sư huynh thông báo một tiếng, chúng ta là đến hối đoái ma thần vương cái kia 100 giọt thánh dịch. Phương Thịnh nắm lấy một người mặc hắc bào chiến thần học viện đệ tử nhỏ giọng nói, hắn nhìn dáng dấp như là nơi này chấp sự. Cái gì, các ngươi giết vị này ma thần vương, cái kia chiến thần học viện đệ tử xem ra tuy rằng rất lạnh nhạt.
thế nhưng nghe được Phương Thịnh phía sau vẫn là không nhịn được kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ khiếp sợ. Không sai, Phương Thịnh nói thật, chuyện như vậy, không người nào dám nắm đến đùa giỡn. Được rồi, các ngươi đi theo ta. Chiến thần học viện đệ tử bình phục một tình cảm xuống, mang theo Lăng Tiêu cùng Phương Thịnh bốn người hướng về phủ thành chủ nơi sâu xa đi, nơi đó chính là thần vương cảnh cường giả chỗ ở, muốn hối đoái thánh dịch, nhất định phải tìm bọn họ mới được. Ở phủ thành chủ nơi sâu xa, Lăng Tiêu gặp được hai cái thần vương cảnh cường giả. Một cái ông lão mặc áo bào đen, xem ra râu tóc bạc phơ, khuôn mặt quắc thước, con người quang vô cùng thâm thúy, quanh thân đều tản ra hạo như biển khói khí tức. Một cái khác nhưng là trên người mặc huyền thanh sắc long bào, xem ra vô cùng uy nghiêm, con người quang khép mở trong đó, phảng phất có màu tím thiểm điện từ trong đó tràn ra, vô cùng thần bí. Chương 1345, hối đoái phong ba. Nhìn này hai đại thần vương khí tức cùng trang phục, Lăng Tiêu rất dễ dàng là có thể nhận ra, đây là Bá Vương học viện cùng Đại Chu học viện hai vị cường giả, hẳn là phó viện trưởng hoặc là trưởng lão hàng ngũ. Lăng Tiêu khẽ cau mày, như là chiến thần học viện cái vị kia thần vương cảnh cường giả ở đây, cần phải không có vấn đề gì, nhưng trước mắt nhưng là Bá Vương học viện cùng Đại Chu học viện người, muốn hối đoái 100 giọt thánh dịch, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng vẫn là tới nơi này hai đại cường giả trước mặt. Xin chào hai vị trưởng lão, ta là chiến thần học viện đệ tử Long Ngạo Thiên, muốn lấy ma thần vương thi thể đến hối đoái 100 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu hướng lên trước mắt hai người hơi thi lễ, sau đó đem ma thần vương thi thể lấy ra. Hả, người dĩ nhiên giết ma thần vương, áo bào đen lão giả trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh ngạc, quan sát Lăng Tiêu một chút. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Tiêu chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, ma thần vương tuy rằng người bị thương nặng, nhưng cần phải cũng không phải một cái thiên thần cảnh sơ kỳ đệ tử có thể giết chết. Đại Chu học viện Long Bào người trung niên cũng là bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Về trưởng B7 bớt đê quy lão lời, đệ tử cũng chỉ là may mắn thôi. Ma thần vương trước cũng đã người bị thương nặng, ở đuổi giết ta ba vị này sư huynh thời điểm vừa vặn bị ta gặp phải, cũng coi như là chiếm một chút lợi lộc. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu bình tĩnh hồi đáp. Không sai, hai vị trưởng lão, vị này ma thần vương đúng là chết ở Long sư đệ trong tay. Phương Thịnh cũng là lên trước một bước, đem Lăng Tiêu chém giết ma thần vương quá trình đại khái nói một lần. Không sai, ngươi chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ, là có thể chém giết ma thần vương, xác thực vô cùng ghê gớm. Chúng ta xác thực phát xuống treo giải thưởng khiến, này là ma thần vương thi thể có thể hối đoái 100 giọt thánh dịch. Áo bào đen ông lão nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Mà cái kia Long Bào người trung niên nhưng là không nói một lời, trực tiếp đi trên tới kiểm tra ma thần vương thi thể, không biết đang tìm cái gì, nhưng Lăng Tiêu sớm đã lục soát điều tra, này là ma thần vương trên thi thể không có thứ gì, có thể nói là nghèo rất mùng tơi. Ngươi gọi Long Ngạo Thiên đúng không? 100 giọt thánh dịch có thể cho ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi đem ma thần vương trên người gì đó cũng đều giao ra đây, cái vật kia không phải ngươi có thể có được. Long Bào người trung niên nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Nhưng trong thanh âm nhưng mang theo một luồng không cho kiên quyết cự tuyệt tâm ý. Lăng Tiêu xung quanh lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, khởi bẩm trưởng lão, ta chém giết ma thần vương phía sau, vẫn chưa ở trên người hắn phát hiện bất luận là đồ vật gì, mà hắn tiểu thế giới cũng không phải ta có thể mở ra, trưởng lão nếu là muốn được đồ trên người hắn, mở ra hắn tiểu thế giới tự nhiên liền biết rồi. Thần vương cảnh cường giả tiểu thế giới, tự nhiên không phải thiên thần cảnh cường giả có thể mở ra, thế nhưng đây đối với Lăng Tiêu nhưng không có gì khó. Lăng Tiêu trước đã lặng lẽ kiểm tra qua, ma thần vương bên trong tiểu thế giới sạch sành xanh, bất luận là đồ vật gì đều không có. Lăng Tiêu đã sớm hoài nghi, hữu dụng bảo vật có lẽ đều bị ma thần vương dùng hết, coi như là hắn còn có chút bảo vật e sợ cũng không có mang theo người. Cái này Đại Chu học viện Long Bào trung niên nhân ngữ khí, để Lăng Tiêu rất là khó chịu, hắn không phải Đại Chu học viện đệ tử, cũng không có nghĩa vụ muốn nghe phân phó của hắn. Xem ra Lăng Tiêu trước nghĩ không sai, lần này hối đoái e sợ không có dễ dàng như vậy. Phương Thịnh cũng là sắc mặt có chút khó coi nói, hai vị trưởng lão, ta có thể làm chứng, vị này ma thần vương trên người không có thứ gì, chúng ta chỉ là đến hối đoái thánh dịch, bây giờ có thể đem thánh dịch cho chúng ta đi. Hắn cảm giác được, Đại Chu học viện cái kia Long Bào người trung niên, liền là muốn làm khó dễ bọn họ. Không vội vã, Long Ngạo Thiên, cơ trưởng lão nói không sai, như là ngươi từ ma thần vương trong thi thể chiếm được cái gì, vẫn là giao ra đây đi. Cái thứ kia can hệ trọng đại. Đặt ở trong tay ngươi rất không an toàn. Áo bào đen ông lão cùng Long Bào người trung niên nhìn nhau, sau đó quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giao ra cái thứ kia, chúng ta sẽ ở thánh dịch bên trên bồi thường của ngươi,
có thể cho ngươi 200 giọt thánh dịch. Áo bào đen ông lão lên tiếng, không tiếc ưng thuận 100 giọt thánh dịch hứa hẹn. Long Ngạo Thiên, cái thứ kia không phải ngươi có thể có được, như là ngươi không giao ra, có thể cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Long bào trung niên nhân vẻ mặt cũng là hơi lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng. Áo bào đen ông lão cùng long bào người trung niên dĩ nhiên một cái vai chính diện, một cái hát mặt đen, muốn bức bách Lăng Tiêu giao ra ma thần vương trên người vật nào đó. Đáng tiếc là, Lăng Tiêu xác thực không có được bất luận là đồ vật gì. Hơn nữa nghe được trước mắt này hai lão già uy bức lợi dụ, Lăng Tiêu trong lòng thì càng thêm khó chịu lên, đừng nói là không có được món đồ gì, coi như là chiếm được không có khả năng giao cho bọn họ. Xin lỗi, hai vị trưởng lão, ta ngay cả các ngươi nói cái kia món đồ vật là cái gì cũng không biết, các ngươi để ta làm sao giao ra đây. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Long bào trung niên nhân ánh mắt nhất thời trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, đồng thời một luồng bàng bạc thần vương uy thế hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà tới. Áo bào đen ông lão cũng là cười khổ một tiếng nói, Long Ngạo Thiên, ta nói thật cho ngươi biết đi. Đó là một viên lôi nguyên châu, chính là cửu trọng đế khuyết ban thưởng bảo vật, từ ba chúng ta đại học viện cộng đồng trưởng quản, thế nhưng ở mấy ngàn năm trước đánh rơi ở thần ma không gian bên trong. Lần này chúng ta phát hiện viên kia lôi nguyên châu ở nơi này tôn ma thần vương trên người, bất quá vừa rồi chúng ta kiểm tra một chút. Ma thần vương bên trong tiểu thế giới cũng không có lôi nguyên châu, như là ngươi có thể đem lôi nguyên châu giao ra đây, hoặc là cung cấp có liên quan manh mối, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi càng nhiều hơn thánh dịch khen thưởng. Hắn cũng nhìn ra rồi, e sợ Lăng Tiêu thật sự không có lôi nguyên châu, thế nhưng hắn cũng không phải như vậy xác định, mà là đem lôi nguyên châu tin tức nói cho Lăng Tiêu. Hơn nữa, hắn nghĩ lại e sợ Lăng Tiêu có lẽ thật sự không biết lôi nguyên châu tin tức, bằng không ma thần vương cầm trong tay lôi nguyên châu, chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi. Chắc chắn phải chết. Dĩ nhiên là lôi nguyên châu. Phương Thịnh không khỏi kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy Lăng Tiêu hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, Phương Thịnh vội vã nhỏ giọng giải thích, Long sư đệ, lôi nguyên châu chính là một kiện không sứt mẻ thánh bảo, là cửu trọng đế khuyết ban cho bá vương, thiên kiếm cùng đại chu ba đại học viện bảo vật, có thể xúc động cửu thiên thần lôi sức mạnh, hơn nữa còn có thể nuốt chửng sức mạnh sấm sét. Chính là tu luyện lôi đế quyết chí bảo, chỉ là mấy ngàn năm trước đánh rơi ở thần ma không gian bên trong. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, không trách trước mắt này hai cái lão già xuất sắc như vậy ma thần vương trên người gì đó. Nhưng Lăng Tiêu trong lòng càng thêm khó chịu lên, thản nhiên nói, hai vị trưởng lão, ta xác thực chưa thấy lôi nguyên châu. Các ngươi nghĩ một hồi, như là lôi nguyên châu thật sự ở ma thần vương trên người, ta tại sao có thể là đối thủ của hắn? Sợ là sớm đã chết ở ma thần vương trong tay. Càng không thể đem chém giết. Vì lẽ đó ta cũng không biết lôi nguyên châu tâm tích, có lẽ lôi nguyên châu bị hắn giấu ở những nơi khác cũng không nhất định. Hiện tại ta chỉ nghĩ hối đoái 100 giọt thánh dịch, như là các ngươi không muốn, cái kia ta cũng chỉ có thể chờ Hàn trưởng lão đã trở về. Chương 1346, Hàn Lực trưởng lão. Muốn hối đoái 100 giọt thánh dịch, không thành vấn đề, để ta lục soát tra một chút của ngươi tiểu thế giới, nếu là ngươi trên người thật không có lôi nguyên châu, ta hiện tại liền hối đoái cho ngươi. Long bào người trung niên lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Hắn tuy rằng trong lòng cũng tin lôi nguyên châu cũng không ở Lăng Tiêu trên người, thế nhưng trước mắt cái này Long Ngạo Thiên, bất quá chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên tại hắn dưới sự uy áp không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng, hơn nữa còn như vậy cuồng ngạo, nhất thời liền để trong lòng hắn vô cùng khó chịu lên. Lục soát ta tiểu thế giới. Không thể, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp cự tuyệt, đồng thời trong lòng có chút phẫn nộ lên. Tiểu thế giới chính là võ giả bản nguyên, ẩn chứa một cái võ giả bí mật, thông qua tiểu thế giới chẳng những có thể nhìn ra một cái võ giả tu luyện võ học, tìm hiểu pháp tắc, thậm chí có thể nắm giữ một cái võ giả nhược điểm. Coi như là người thân cận nhất, cũng rất ít sẽ kiểm tra tiểu thế giới, chớ đừng nói chi là trước mắt hai người kia, nhất định chính là vọng tưởng. Lăng Tiêu có chút phẫn nộ, cái này đại chu học viện trưởng lão rõ ràng cho thấy muốn gây sự với hắn. Phương Thịnh B713 Úc Trần Đông cùng Vương Hâm ba người cũng đều là phẫn nộ, cái này long bào người trung niên nhất định chính là khinh người quá đáng. Phương Thịnh cũng là đè nén lửa giận trong lòng nói, trưởng lão, chúng ta cũng có thể làm chứng, lôi nguyên châu cũng không tại ma thần vương trên người. Các ngươi không thể lục soát long sư đệ tiểu thế giới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long bào người trung niên cười lạnh một tiếng nói, không để ta lục soát, ngươi là chột dạ chứ. Chẳng lẽ lôi nguyên châu thật sự ở trên thân thể ngươi? Tiểu tử, hôm nay như là không để bản tọa lục soát của ngươi tiểu thế giới, ngươi không đi ra lọt ở đây. Ầm ầm, một luồng bàng bạc thần vương uy thế tràn ngập ra, hướng về Lăng Tiêu trấn áp tới,
dường như muốn chèn ép Lăng Tiêu quỳ xuống. Như là giống như thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả, có lẽ thật vẫn không chịu nổi hắn uy thế, thế nhưng điểm ấy áp lực đối với Lăng Tiêu tới nói nhưng là một chút tác dụng đều không có. Lăng Tiêu ánh mắt càng ngày càng lạnh, trưởng lão, ngươi hẳn phải biết, tiểu thế giới là võ giả căn bản, ta không thể để cho ngươi lục soát ta tiểu thế giới. Ngươi đã cố ý tìm ta phiền phức, cái kia ma thần vương thi thể ta không đổi, chờ Hàn trưởng lão trở lại hãng nói đi. Hàn trưởng lão liền là chiến thần học viện ở Thái Trọng cổ thành thần vương cảnh cường giả, Hàn Lực. Lăng Tiêu nói xong, trực tiếp đem ma thần vương thi thể cất đi, nghĩ phải rời đi nơi này. Muốn đi, hôm nay không nói rõ ràng, người cái nào đều không đi được. Long bào người trung niên lạnh giọng nói rằng, trực tiếp thân hình lóe lên, liền chắn Lăng Tiêu trước mặt, cường đại mênh mông thần vương uy thế tiếp tục hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Khoảng thời gian này Đại Chu học viện rất nhiều đệ tử đều chết ở thần ma không gian bên trong, trong lòng hắn vô cùng nén giận, cho nên muốn làm nhục một hồi chiến thần học viện đệ tử. Lăng Tiêu xem như là đụng phải trên lưỡi thương. Làm sao, trưởng lão ngươi còn dự định đối với ta dùng sức mạnh sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên, trong thanh âm ẩn chứa băng hàn thấu xương gợn sóng. Hắn là hoàn toàn bị cái này long bào người trung niên chọc giận. Coi như là thần vương cảnh cường giả thì lại làm sao? Ép trực tiếp lấy ra huyền côn kiếm, coi như là không giết được hắn, cũng có thể để hắn vô cùng chật vật. Long Ngạo Thiên, cơ trưởng lão cũng là nóng ruột lôi Nguyên Châu tâm thích. Không bằng ngươi liền để hắn lục soát một chút đi, cũng không có gì đáng ngại. Cái kia áo bào đen ông lão vẫn là làm bộ một bộ người hòa giải bộ dạng, ở nơi đó khuyên. Hôm nay không để ta lục soát của ngươi tiểu thế giới, nói không chừng ta cũng chỉ có thể dùng mạnh. Long Ngạo Thiên, ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Long bào người trung niên ánh mắt lạnh lùng, âm thanh nhưng hùng hổ dọa người. Dùng sức mạnh, ha ha ha, lão già, ngươi cũng cho thể diện mà không cần. Lăng Tiêu giận quá mà cười, ánh mắt nháy mắt trở nên còn như lưỡi dao giống như vậy, âm thanh cũng là hào không khách khí. Quanh người hắn thần quang quanh quẩn, tản ra một loại dày nặng mà khí thức cổ xưa, tóc đen tung bay, khuôn mặt bất kham, ánh mắt không sợ hãi chút nào cùng long bào người trung niên đối diện. Chỉ là một cái Đại Chu học viện liền dám phách lối như vậy ương ngạnh, Lăng Tiêu trong lòng đã sớm chứa một đám lửa khí. Bất quá hắn một câu nói này, nháy mắt liền chọc giận long bào người trung niên. Tiểu tử, người muốn chết. Long bào người trung niên trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hắn cao cao tại thượng quen rồi, năm đại học viện đệ tử thấy hắn không khỏi là cung cung kính kính, chỉ là một cái thiên thần cảnh sơ kỳ Long Ngạo Thiên liền dám nhục mạ hắn, nhất thời khơi dậy hắn sát ý trong lòng. Ầm ầm, quanh người hắn ánh sáng rừng rực, phảng phất có màu tím lôi đình quanh quẩn, nháy mắt bạo phát ra một đạo vô cùng mạnh mẽ tiếng rồng ngâm, hướng về Lăng Tiêu vào tới. Đó là một đạo màu tím lôi long, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Phải đem bất kỳ sinh linh đều hóa thành bột mịn. Ai cũng không nghĩ tới, long bào người trung niên dĩ nhiên thật sự ra tay rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là sát ý bùng lên, đang khi hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, trong hư không bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, đồng thời kèm theo một đạo điên cuồng thả không kềm chế được âm thanh ở trong hư không nổ vang. Cơ hoàng, ngươi lại dám đối với ta chiến thần học viện đệ tử ra tay. Thật làm ta không tồn tại sao? Trên hư không, một đạo rừng rực vô cùng quyền ấn bộc phát ra. Như một vòng mặt trời nhỏ, đồng thời xuất hiện một cái khí tức khủng bố, điên cuồng thả không kềm chế được trung niên đại hán, một quyền hướng về long bào người trung niên đánh tới. Hàn Lực, người dĩ nhiên đã trở về. Cơ hoàng ánh mắt hơi đổi, thế nhưng Hàn Lực quyền ấn đã đến trước mặt, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Hàn Lực bỗng nhiên va chạm một cái. Răng rác, trong hư không thần quang rừng rực, lôi đình nổ ra, cái kia một đạo màu tím lôi long dĩ nhiên bỗng nhiên bị Hàn Lực đánh nổ, liền ngay cả cơ hoàng đều là thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên lùi lại mấy bước, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Hàn Lực trực tiếp từ trong hư không hạ xuống, đập vào đại địa bên trên, để đại địa đều đang kịch liệt ầm ầm. Hắn xem ra giống như là một vị bất hủ chiến thần, quanh thân ánh sáng bao phủ, khí thế bàng bạc, chiến lực cường đại, một trong đôi mắt tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm. Tiểu tử, làm không tệ, không có ném chúng ta chiến thần học viện mặt. Hàn Lực nhếch miệng nở nụ cười, một cái tát vỗ vào Lăng Tiêu trên bờ vai, khắp khuôn mặt là cực kỳ hài lòng vẻ mặt. Đa tạ Hàn trưởng lão, Lăng Tiêu sắc mặt không hề thay đổi, hơi thi lễ nói. Hắn có thể đủ cảm giác được, trước mắt Hàn Lực chắc cũng là tu luyện bất diệt chiến thể, hơn nữa e sợ đã đạt đến tầng thứ 5 cảnh giới, thân thể cực kỳ khủng bố, khí huyết bàng bạc vô cùng, như một vị hình người thần thú. Ồ, của ngươi bất diệt chiến thể dĩ nhiên tu luyện đến tầng thứ 4, ngũ tạng thần cung. Khá lắm, ngươi này tiến triển tốc độ quá để người ghen tị. Hàn Lực trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, có chút khiếp sợ nói rằng. Lúc này mới phát hiện Lăng Tiêu bất diệt chiến thể dĩ nhiên tiến triển như vậy thần tốc.
Phải biết, được xưng chiến thần học viện tiềm long bảng đệ nhất thiên cương, cũng là dùng hơn 100 năm, mới tu luyện tới bất diệt chiến thể tầng thứ 4. Mà bây giờ, chỉ là thời gian 2 năm, trước mắt cái này Long Ngạo Thiên liền tu luyện đến tầng thứ 4, loại này kinh khủng thiên phú, để Hàn Lực đều là nội tâm vô cùng chấn động. Chương 1347, Lôi Nguyên Châu tâm tích. Hàn Lực, cái này Long Ngạo Thiên đối với bản tọa nói năng lỗ mãng, bản tọa thay ngươi quản giáo 1, 2, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn ta sao? Cơ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hàn Lực nói rằng. Cơ Hoàng, bớt ở chỗ này đường hoàng, ta chiến thần học viện đệ tử lúc nào cũng không tới phiên ngươi tới quản giáo, như là ngươi không phục, đến hai ta đánh một trận. Hàn Lực cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Cơ Hoàng sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trước mắt cái này Hàn Lực nhất định chính là một cái người thô lỗ, thân thể mạnh mẽ vô cùng, bất diệt chiến thể bị hắn tu luyện đến tầng thứ 5, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, có thể nói là thái trọng cổ thành bên trong, thực lực một người cường đại nhất, coi như là Cơ Hoàng đối đầu hắn, cũng là thua nhiều thắng ít. Nhưng hắn lại không cam lòng cứ như vậy nuốt khẩu khí này, lạnh lùng nói, Hàn Lực, Long Ngạo Thiên nói hắn đã giết ma thần vương, ta hoài nghi hắn chiếm được Lôi Nguyên Châu. Lôi Nguyên Châu đối với chúng ta can hệ trọng đại, ta muốn lục soát hắn tiểu thế giới, hy vọng ngươi không nên ngăn cản. Nói xong, hắn hướng về cái kia áo bào đen ông lão nháy mắt. Áo bào đen ông lão tên là Kiếm Côn, giờ khắc này cũng là khẽ mỉm cười nói, Hàn trưởng lão, Cơ trưởng lão nói không sai. Lôi Nguyên Châu can hệ trọng đại, chỉ cần Long Ngạo Thiên để cho chúng ta lục soát tra một chút, như là không có phát hiện Lôi Nguyên Châu, chúng ta đương nhiên sẽ không gây sự với hắn. Ngươi giết ma thần vương. Hàn Lực ánh mắt chấn động, sâu sắc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, Hàn trưởng lão, đây chính là ma thần vương thi thể. Thế nhưng ta cũng không có phát hiện cái gì Lôi Nguyên Châu, hơn nữa ta tiểu thế giới không có khả năng cho bất luận người nào đến lục soát. Lăng Tiêu đem ma thần vương thi thể lấy ra, sau đó vô cùng bình tĩnh nói. Đúng là ma thần vương, ta cũng tin tưởng, Lôi Nguyên Châu không thể ở ma thần vương trên người. Bằng không ngươi căn bản không giết được hắn. Có lẽ Lôi Nguyên Châu bị hắn giấu ở một nơi nào đó, Cơ Hoàng, chẳng lẽ ngươi lại ý định muốn gây sự với Long Ngạo Thiên sao? Hàn Lực gật gật đầu, lập tức trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, nhìn Cơ Hoàng cười lạnh nói. Cơ Hoàng lãnh đạm nói rằng, ta không muốn tìm bất luận người nào phiền phức, thế nhưng Long Ngạo Thiên giết ma thần vương, liền không bài trừ Lôi Nguyên Châu bị hắn giấu đi ở trên người, ta cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Áo bào đen ông lão cũng là khẽ mỉm cười nói, Hàn trưởng lão, không cần nổi giận, chúng ta chính là lục soát tra một chút, như là không ở Long Ngạo Thiên trên người, chúng ta sẽ lấy ra thánh dịch đến bồi thường hắn. Bớt ở chỗ này đường hoàng, ngươi không phải muốn lục soát sao? Rất tốt, như là không có lục soát, các ngươi muốn xuất ra 1000 giọt thánh dịch đến bồi thường, có dám hay không? Hàn Lực con ngươi nhất chuyển, cười lạnh một tiếng nói. Lập tức hắn nhìn về phía Lăng Tiêu một cái nói, Long Ngạo Thiên, người cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu bình tĩnh nói, tất cả từ trưởng lão làm chủ, ta không có ý kiến. 1000 giọt thánh dịch, người vẫn đúng là dám sư tử đại mở miệng. Cơ Hoàng bị Hàn Lực giật mình, sắc mặt hết sức khó coi nói. Áo bào đen lão giả xung quanh lông mày cũng là nhíu lại, hắn cũng nhìn ra rồi, hôm nay có Hàn Lực ở, chỉ sợ là lục soát không được Long Ngạo Thiên tiểu thế giới. Kha kha, 1000 giọt thánh dịch cùng Lôi Nguyên Châu so ra đáng là gì? Các ngươi nếu như nghĩ lục soát, liền lấy ra 1000 giọt thánh dịch đến, nếu không thì đều cút cho ta. Hàn Lực một bộ lưu manh bộ dạng cười lạnh nói. Áo bào đen ông lão cùng Cơ Hoàng nhìn nhau, đều là trầm mặc. Bọn họ vốn là cho rằng Lôi Nguyên Châu cũng không ở Long Ngạo Thiên trên người, chỉ là muốn áp chế Long Ngạo Thiên nhuệ khí thôi. Ha ha ha, Hàn trưởng lão, nếu từ ngươi đảm bảo, chúng ta tự nhiên là tin tưởng. Đây là 100 giọt thánh dịch, Long Ngạo Thiên ngươi thu cẩn thận, bất quá như là ngươi phát hiện Lôi Nguyên Châu manh mối, tùy thời có thể đến nói cho chúng ta, đến thời điểm thánh dịch cùng các loại bảo vật, tùy ngươi chọn chọn. Áo bào đen ông lão Kiếm Côn cười ha hả, nhất thời liền lấy ra 100 giọt thánh dịch giao cho Lăng Tiêu, xem ra vô cùng hòa ái nói rằng. Nếu là có Lôi Nguyên Châu tin tức, ta tự nhiên sẽ nói cho hai vị trưởng lão. Lăng Tiêu nhận lấy 100 giọt thánh dịch, thản nhiên nói. Bất quá trong lòng hắn cũng quyết định chủ ý. Ma thần vương nguyên thần bị hắn chấn áp tại vô tự thiên thư bên trong, nhất định phải từ ma thần vương trong miệng ép hỏi ra Lôi Nguyên Châu tâm tích, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể giao cho này hai cái lão già. Tiếp nhận 100 giọt thánh dịch, Lăng Tiêu cũng lười tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, trực tiếp mang theo Phương Thịnh 3 người xoay người rời đi. 100 giọt thánh dịch, Lăng Tiêu phân cho Phương Thịnh 6 giọt, Trần Đông cùng Vương Hâm mỗi bên 2 giọt, đồng thời dặn bọn họ như là gặp phải Diệp Lương Thần,
Phong Nhã cùng Huyền Vương đám người, liền mang đến Thái Trọng Cổ Thành thấy hắn. Lăng Tiêu gần đây là dự định ở Thái Trọng Cổ Thành tu luyện một quãng thời gian, cũng không có gấp chiến thần học viện. Vô luận như thế nào, trước tiên đem Lôi Nguyên Châu ép hỏi ra đến lại nói. Phương Thịnh, Trần Đông cùng Vương Hâm ba người không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ phân cho bọn họ thánh dịch, lúc sớm nhất bắt đầu kiên quyết không chấp nhận, nhưng cuối cùng ở Lăng Tiêu dưới sự kiên trì, đều là tiếp nhận rồi hạ xuống, trong lòng đối với Lăng Tiêu vô cùng cảm kích, càng thêm dụng tâm vì là Lăng Tiêu đi siêu tập Diệp Lương Thần đám người tin tức đi. Lăng Tiêu nhưng là lựa chọn ở một chỗ trong khách sạn ở tạm. Vô Tự Thiên Thư bên trong, Ma Thần Vương Nguyên Thần bị Vô Tự Thiên Thư cầm giữ lên, đồng thời Vô Tận Thôn Thiên Thần Hỏa còn quấn hắn, không ngừng đốt cháy hắn Nguyên Thần. Nhanh giết ta đi, giết ta. Ma Thần Vương Nguyên Thần quả là nhanh cũng bị Lăng Tiêu dằn vặt điên rồi, bắt đầu điên cuồng giống to lên, hắn hiện tại quả thực liền thì sống không bằng chết, chỉ muốn chết thống khoái đi, sống sót thật sự là quá thống khổ. Muốn chết, rất đơn giản. Đem Lôi Nguyên Châu, cùng với người biết hết thảy đều giao ra. Lăng Tiêu thanh âm đạm mạc truyền vào Ma Thần Vương trong Nguyên Thần. Ở thôn Thiên Thần Hỏa quay nướng bên dưới, Ma Thần Vương Nguyên Thần thống khổ cảm giác bị phóng đại lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, nơi nào còn dám đùa nghịch bất kỳ hoa chiêu, trực tiếp liền đem hắn biết hết thảy đều thông báo đi ra. Nguyên lai, Lôi Nguyên Châu đúng là Ma Thần Vương trong tay, ở 2 năm trước Thiên Ma Cốc cuộc chiến, mặt khác hai đại Ma Thần Vương chết trận, mà hắn chính là bởi vì có Lôi Nguyên Châu mới có thể trở về từ cõi chết. Bá Vương, Thiên Kiếm cùng Đại Chu ba đại học viện chiếm được Lôi Nguyên Châu tin tức tự nhiên là mừng rỡ như điên, sở dĩ treo giải thưởng Ma Thần Vương, chủ yếu nhất vẫn là vì Lôi Nguyên Châu. Lúc sớm nhất, Lôi Nguyên Châu còn đang Ma Thần Vương trên người, thế nhưng sau đó hắn sợ ba đại học viện có năng lực đủ định vị Lôi Nguyên Châu bảo vật, vì lẽ đó liền đem Lôi Nguyên Châu giấu đi, giấu ở trước hắn bế quan địa phương, mà mình thì là một thân một mình muốn săn giết nhân tộc, nuốt chửng tinh huyết của bọn họ cùng nguyên thần đến khôi phục tu vi. Kết quả buồn khổ là gặp Lăng Tiêu, trực tiếp đã bị Lăng Tiêu làm thịt rồi. Lôi Nguyên Châu chính là vô thượng thánh bảo, mạnh mẽ vô cùng, như là Ma Thần Vương Lôi Nguyên Châu nơi tay, Lăng Tiêu căn bản không khả năng giết được hắn. Lăng Tiêu ép hỏi ra Lôi Nguyên Châu vị trí, thậm chí lại lục soát hắn trong nguyên thần ký ức, cuối cùng tra xét không có sai sót phía sau, lại cũng ép hỏi không ra bất cứ tin tức gì thời điểm, trực tiếp để Vô Tự Thiên Thư đưa hắn cắn nuốt mất rồi. Chương 1348, Phù Đạo, dĩ nhiên giấu ở Thiên Lôi Hải bên trong sao. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, từ Ma Thần Vương cái kia đạt được đến tin tức để hắn có chút hưng phấn lên. Nếu chiếm được tin tức này, vậy hắn vô luận như thế nào là không có khả năng nói cho Kiếm Côn cùng Cơ Hoàng, cái kia hai cái lão giả đã như vậy quan tâm Lôi Nguyên Châu, cái kia Lăng Tiêu liền thật sự đem Lôi Nguyên Châu đoạt lấy. Thiên Lôi Hải khoảng cách Thái Trọng Cổ Thành rất xa, có tới hơn triệu dặm, chính là một mảnh bàng bạc hải vực, chỉ là quanh năm ngưng tụ bàng bạc sức mạnh sấm sét, hơn nữa cực kỳ khủng bố, không cần nói là nhân tộc cường giả, liền ngay cả ma tộc cũng rất ít dám tới gần nơi đó. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, Ma Thần Vương dĩ nhiên sẽ đem Lôi Nguyên Châu cho giấu ở Thiên Lôi Hải bên trong. Bất quá Lăng Tiêu cũng không định hiện tại đi tới Thiên Lôi Hải, Kiếm Côn cùng Cơ Hoàng khẳng định chưa từ bỏ ý định, nói không chắc hiện tại cũng đã phái người đang ngó chừng Lăng Tiêu. 90 giọt thánh dịch, đầy đủ ta đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa, lấy ta thực lực bây giờ, đã có thể luyện chế thần độn phù, nhưng thần độn thiên phù còn kém một ít, đi trước mua một tấm thần độn thiên phù đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, âm thầm suy nghĩ. Hắn thời khắc này tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh cao, 90 giọt thánh dịch đầy đủ hắn đột phá. Mấu chốt nhất là, ở Tuế Nguyệt Thần Điện tu luyện 60 năm, Lăng Tiêu Thái Hư Tâm Phù Kinh cũng tu luyện đến tầng thứ 2 viên mãn. Đã có thể lấy tâm lực tham diễn phù đạo, khắc họa thần phù, Lăng Tiêu nói đến cũng đã có B7XB4 thể được xem là một vị thần phù sư. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống thần độn phù, Lăng Tiêu đã nghiên cứu rõ ràng, ẩn chứa một tia lực lượng không gian, đồng thời cùng Thái Trọng Cổ Thành tọa độ liên kết, vì lẽ đó phương viên 10 vạn dặm chi đây, chỉ cần thôi thúc thần độn phù, đều có thể lập tức truyền tống đến Thái Trọng Cổ Thành bên trong. Bây giờ, Lăng Tiêu chính mình cũng có thể luyện chế ra thần độn phù đi ra. Bất quá thần độn thiên phù, hắn còn cần tham diễn một hồi, thần độn thiên phù bên trong liên quan đến không gian pháp tắc có thể sẽ càng thêm phức tạp. Phải biết, ở Thái Trọng Cổ Thành bên trong, một tấm thần độn phù cần một giọt thánh dịch, mà một tấm thần độn thiên phù thì cần muốn 10 giọt thánh dịch, dù sao đây là món đồ bảo mệnh, coi như là đắt nữa, cũng sẽ có người mua trên 1-2 chương nắm đến phòng thân. Lăng Tiêu rời đi khách sạn, trực tiếp đi phù bảo các. Phù Bảo Các là một nhà chuyên môn bán các loại thần phù địa phương, trong truyền thuyết sau lưng có một vị thánh phù sư tọa chấn. Ở trong thần giới,
Thần phù sư cùng thánh phù sư vô cùng ít ỏi, so với luyện đan sư cùng luyện khí sư thiếu rất nhiều, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì phù đạo thất truyền, chân chính có thể tinh thông phù đạo người cực kỳ thưa thớt. Một cách tự nhiên, các loại thần phù cùng thánh phù giá trị liền cao lên. Vị quý khách kia, xin hỏi ngươi cần phải mua cái gì thần phù? Chúng ta ở đây từ hạ phẩm thần phù đến cực phẩm thần phù đều có bán, hơn nữa công năng đầy đủ hết, tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngươi. Một cái thanh bào trung niên nhân ánh mắt vô cùng độc ác, nháy mắt liền nhìn ra Lăng Tiêu bất phàm, trực tiếp tiến lên đón giới thiệu. Có cái gì thần phù, giới thiệu một chút đi. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, không tỏ rõ ý kiến nói. Quý khách, người đi theo ta. Thanh bào người trung niên trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đem Lăng Tiêu dẫn vào đến phù bảo các bên trong, khẽ mỉm cười nói, chúng ta nơi này có thần hỏa phù, có thể thôi phát thái dương thần hỏa, thiên thần cảnh trở xuống chạm vào hẳn phải chết. Thiên thần cảnh cường giả như là không có cường đại phòng ngự bảo vật, cũng là chắc chắn phải chết. Băng thần phù, có thể băng phong thiên thần cảnh sơ kỳ trở xuống hết thảy cường giả, thiên thần cảnh trở lên cường giả tuy rằng có thể phá mở, nhưng cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Lôi thần phù, có thể thôi phát chín đạo thiên lôi, có thể trọng thương thiên thần cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ cường giả, hơn nữa thôi phát cực kỳ đơn giản, chính là phòng thân chí bảo. Mộc thần phù, có thể đề cao lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo thần đăng. Đem đối thủ trói buộc lại, thiên thần cảnh trở xuống cường giả chỉ có thể chờ chết. Kim thần phù, có thể thôi thúc canh kim chi khí, đấu giết địch. Thanh bào người trung niên bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, từ ngũ hành thần phù bắt đầu, các loại các dạng thần phù, đa dạng, để Lăng Tiêu cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Nhưng này chút thần phù giá cả cũng là cực kỳ đắt giá, một tấm lôi thần phù hoặc là mộc thần phù chờ ngũ hành thần phù, đều cần 3 giọt thánh dịch đến hối đoái, còn có cường đại phòng ngự thần phù, tiểu kim cương phù muốn 2 giọt thánh dịch. Mà đại kim cương phù có thể phòng ngự thần vương cảnh một đòn, cần 10 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu cũng nhìn được thần độn thiên phù cũng cần 10 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu xem ra đều có chút âm thầm tặc lưỡi, này chút thần phù quả nhiên là cực kỳ đắt giá, phải biết này chút thần phù đều chỉ là một lần duy nhất bảo vật, tuy rằng lực công kích cực mạnh, nhưng căn bản không phải người bình thường có thể mua được. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, phù bảo các trong cũng không có nhiều người, phần lớn đều là thiên thần cảnh trở lên cường giả. Hơn nữa hầu như đều là do dự nửa ngày, cuối cùng mới có thể cắn răng một cái, mua trên một tấm thần phù đến phòng thân. Trong này, thần độn phù cùng ngũ hành thần phù lượng tiêu thụ tốt nhất, thần độn phù có thể bảo mệnh, ngũ hành thần phù có thể giết địch. Cho tới thần độn thiên phù liền rất ít người có thể mua được. Lăng Tiêu ánh mắt đảo qua cái kia từng cái thần phù, phát hiện tích chứa trong đó bàng bạc lực lượng pháp tắc, không khỏi âm thầm gật đầu lên. Này phù đạo bác đại tinh thâm, bao dung vạn tượng, ẩn chứa căn nguyên nhất thiên địa pháp tắc. Hơn nữa, thần phù sư cùng thánh phù sư địa vị, cũng phải vượt qua luyện đan sư cùng luyện khí sư, cái kia chút thần phù sư trên người, một cái nào không có mấy trăm tấm thần phù đến phòng thân. Coi như là một cái chỉ có thiên thần cảnh thần phù sư, chỉ cần trên người có mấy trăm tấm cường đại thần phù, gặp phải thần vương cảnh cường giả, một mạch tất cả đều sao đi ra ngoài, e sợ thần vương cảnh cường giả cũng phải nuốt hận. Lăng Tiêu nhìn một vòng phía sau, đem tất cả thần phù đều biết một chút, sau đó quay về cái kia thanh bào trung niên nhân nói. Cho ta một tấm thần khiên thiên phù, ngũ hành thần phù mỗi bên đến một tấm, băng thần phù cùng lôi thần phù cũng tới một tấm, kiếm phù, đao phù hợp tiểu kim cương phù cũng tới một tấm. Lăng Tiêu vừa dứt lời, thanh bào người trung niên nhất thời liền kích động. Hắn biết, lần này thật sự gặp phải thổ hào. Lăng Tiêu muốn này chút thần phù, tổng cộng gộp lại giá trị 30 giọt thánh dịch, cũng coi là một món tài sản khổng lồ. Ngoại trừ thần vương cảnh cường giả, thiên thần cảnh rất ít người có thể lấy ra 30 giọt thánh dịch đến. Quý khách yên tâm, ta đây liền cho ngươi đi lấy thần phù. Thanh bào người trung niên cực kỳ hưng phấn nói. Vẻn vẹn là này một bút tờ khai, chính hắn liền có thể được 3 giọt thánh dịch trích phần trăm, để hắn làm sao không kích động. Chờ một chút, các ngươi phù bảo các bên trong có rảnh rỗi hay không trắng thần phù cùng thần thú tinh huyết. Nếu có, cũng cho ta bắt một ít đi. Lăng Tiêu gọi lại thanh bào trung niên nhân nói. Thanh bào người trung niên ánh mắt chấn động, có chút kính nể mà hỏi, quý khách chẳng lẽ là một vị thần phù sư sao? Chống không thần phù cùng thần thú tinh huyết chúng ta tự nhiên cũng có, không biết quý khách muốn bao nhiêu. Một vị thần phù sư, bất luận tới chỗ nào đều là cao quý nhất tồn tại. Thậm chí có người nói, thần phù sư chứng đạo thành thánh tỷ lệ, nếu so với giống như võ giả phải lớn hơn rất nhiều, mấu chốt nhất chính là bởi vì thần phù sư có thể tham diễn thiên địa, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cực sâu. Chương 1349, thần phù sư Lăng Tiêu. Ta không phải thần phù sư. Thay nhà mấy vị trưởng bối mua một ít chế tạo bùa vật liệu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, có vẻ hơi cao thâm khó dò. Thanh bào người trung niên trên mặt vẻ kính sợ càng nồng,
trước mắt cái này chiến thần học viện đệ tử phía sau dĩ nhiên có một vị thần phù sư, đây tuyệt đối là vô cùng không phải sự tình. Phải biết, phù bảo các tuy rằng ở toàn bộ thần giới cũng coi như là có chút tiếng tăm, thế nhưng thái trọng cổ thành phù bảo các cũng chỉ là có một tên thần phù sư tọa chấn thôi. Thần phù sư địa vị, ở thần giới vượt xa luyện đan sư cùng luyện khí sư hàng ngũ. Thanh bào trung niên nhân trong ánh mắt càng là lộ ra một tia nóng rực vẻ, cung kính mà nói rằng, khách quý trưởng bối dĩ nhiên là một vị thần phù sư. Ta phù bảo các nguyện ý vì quý khách cung cấp 500 phân chế tạo bùa vật liệu, chỉ cầu quý khách sau đó như là tiêu thụ thần phù, có thể tới chúng ta phù bảo các tuyệt đối sẽ cho quý khách giá vừa ý. Lăng Tiêu cũng là hơi kinh ngạc, 500 phân chế tạo bùa vật liệu, gần như tương đương với 5 giọt thánh dịch giá trị, này phù bảo các còn thật là đại thủ bút, vì lôi kéo một cái còn không biết thần phù sư, là có thể trả giá cao như vậy. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, người nói không sai. Nhà ta trưởng bối gần đây đang định ra tay một nhóm thần độn phù, các người phù bảo các có hay không cần. Thần độn phù, quý khách có bao nhiêu thần độn phù? Chúng ta phù bảo các mong muốn lấy một giọt thánh dịch một tấm thần độn phù giá cả, từ khách quý trong tay thu mua thần độn phù. Thanh bào trung niên nhân con mắt nhất thời sáng lên, cực kỳ kích động nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh bào người trung niên kỳ thực chính là phù bảo các trưởng quỹ Lâm Tùng, hắn không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một vị quý khách. Dĩ nhiên phía sau sẽ đứng một vị thần phù sư, hắn nhất thời liền quyết định, bất luận trả giá bao nhiêu, đều phải lôi kéo đến vị này thần phù sư. Trong tay ta có 60 tấm thần độn phù, bất quá phù bảo các thần độn phù giá mới một giọt thánh dịch chứ. Ngươi cho ta một giọt thánh dịch giá cả, sẽ không sợ lỗ vốn sao? Lăng Tiêu hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới Lâm Tùng dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy tác phẩm. Lâm Tùng nghe được Lăng Tiêu phía sau, cười khổ một tiếng nói, quý khách có chỗ không biết. Thần độn phù chính là thái trọng cổ thành bên trong nhất dễ bán thần phù, cơ hồ là nhân thủ một tấm, thứ đồ bảo vệ tánh mạng này không có ai sẽ ngại ít. Thế nhưng chúng ta phù bảo các gần đây trừ một chút tình huống, thần độn phù sắp đoạn hàng, nếu như có thể từ khách quý trong tay thu mua thần độn phù, coi như là không kiếm tiền, đối với ta phù bảo các tới nói cũng là một chuyện tốt. Lâm Tùng nói chuyện cực kỳ thẳng thắn, Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới hắn lại có thể đem phù bảo các tình huống bây giờ báo cho, nháy mắt liền thắng được Lăng Tiêu hảo cảm. Đã như vậy, cái kia 60 tấm thần độn phù tất cả đều bán cho phù bảo các, Lâm trưởng quỹ, sau đó nhà ta trưởng bối thần phù, cũng sẽ ưu tiên lo lắng phù bảo các. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trực tiếp lấy ra 60 tấm thần độn phù đưa cho Lâm Tùng. Lâm Tùng vừa nhìn thấy 60 tấm thần độn phù, nhất thời tâm hoa phẫn nộ thả, cả người đều có chút kích động, hít sâu một hơi nói, đa tạ quý khách, xin hỏi quý khách tôn tính đại danh. Tại hạ Long Ngạo Thiên, Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Hóa ra là Long Công Tử xin mời đi theo ta, ta đây phải đi vì là Long Công Tử chuẩn bị ngươi cần thần phù. Lâm Tùng cực kỳ thành khẩn nói rằng, sau đó đem Lăng Tiêu đón vào đến rồi phù bảo các một gian tĩnh thất bên trong. Rất nhanh, Lăng Tiêu cần thần phù cùng với 500 phân chế tạo bùa vật liệu đã bị Lâm Tùng lấy đi qua, hơn nữa khấu trừ 30 giọt thánh dịch phía sau, Lâm Tùng lại mang tới 30 giọt thánh dịch giao cho Lăng Tiêu. Chuyến này đến đây phù bảo các, Lăng Tiêu không chỉ không có hoa một giọt thánh dịch, hơn nữa trắng kiếm lời 30 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu đối với Lâm Tùng lấy lòng cũng là hết sức cảm kích, nếu không thì 60 tấm thần độn phù chỉ sợ hắn nhiều nhất cũng là có thể bán 20 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu mang theo tất cả thần phù cùng thánh dịch khách sạn. Tổng cộng là 120 giọt thánh dịch, đầy đủ ta đột phá cảnh giới sử dụng. Hơn nữa, ta cũng có thể nhân cơ hội nghiên cứu một chút thần độn thiên phù cùng cái khác thần phù phương pháp luyện chế. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thái hư tâm phù kinh lấy tâm giới cùng tâm lực làm trụ cột, vì lẽ đó Lăng Tiêu chế tạo bùa phương thức cũng cùng giống như thần phù sư bất đồng. Giống như thần phù sư, đều là lấy tự thân tham diễn thiên địa pháp tắc, sau đó lấy nguyên thần câu thông lực lượng pháp tắc, lợi dụng thần thú tinh huyết khắc xuống thần kỳ phù văn đường nét, đem lực lượng pháp tắc in vào thần phù bên trong. Quá trình này đạt tới rườm rà cùng phiền phức, hơi bất cần một chút một tấm thần phù liền sẽ trực tiếp báo hỏng. Vì lẽ đó, đối với thần phù sư tới nói, chế tạo bùa tỷ lệ thành công thậm chí so với luyện đan cùng luyện khí tỷ lệ thành công còn thấp hơn, giống như thế lực căn bản chống đỡ không nổi thần phù sư tiêu hao. Mà Lăng Tiêu tu luyện thái hư tâm phù kinh, nhưng là lấy tâm giới làm trụ cột, lấy tâm lực phác họa thiên địa pháp tắc, khắc họa phù văn, vượt xa lấy nguyên thần đến chế tạo bùa, chỉ cần Lăng Tiêu tâm lực không khô cạn, liền có thể lấy vẫn luyện chế thần phù. Mấu chốt nhất là, Lăng Tiêu hiện tại cực kỳ khuyết thiếu thánh dịch, nhưng là từ phù đạo bên trên để hắn tìm được lượng lớn kiếm tiền thánh dịch phương pháp. Bây giờ việc cấp bách là tiên đột phá cảnh giới. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, ở bên trong phòng bày ra trận pháp mạnh mẽ kết giới,
sau đó câu thông tâm giới, tiến vào Thái Hư Thần Điện bên trong. 20 giọt thánh dịch, có thể ở Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong tu luyện 60 ngày, mà ngoại giới mới qua 2 ngày, 60 ngày, đầy đủ ta đột phá cảnh giới. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, cắn răng một cái trực tiếp lấy ra 20 giọt thánh dịch rót vào đến rồi Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong. Ầm ầm, phảng phất là ở bóng đêm vô tận trong tinh không, Tuế Nguyệt Thần Điện tỏa hào quang rực rỡ, lưu động thần bí ánh sáng lộng lẫy, một loại vĩnh hằng bất hủ gợn sóng tràn ngập ra. Lăng Tiêu ở Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. 100 giọt thánh dịch như là 100 viên mặt trời nhỏ từ Lăng Tiêu trên người lơ lửng, trong phút chốc quanh thân ánh sáng đại thả, vô tận thánh huy lưu động, thần bí ánh sáng soi sáng tứ phương hư không. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, thôn thiên thần hải nháy mắt ở sau người hắn hiện ra. Ầm ầm ầm, sóng biển bốc lên, cái kia tất cả đều thần lực biến thành bọt nước, dương kích tứ phương, 100 viên mặt trời nhỏ nháy mắt đã bị thôn thiên thần hải bao phủ lại. Trong phút chốc, vô tận thần quang dâng lên ra, còn như lôi đình giống như đan dệt, thần bí cổ xưa thánh huy tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng rực rỡ lóa mắt. Vậy cũng là bàng bạc thánh đạo lực lượng, giờ khắc này ở thôn thiên thần hải luyện hóa bên dưới, hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể nhanh chóng tuôn tới. Có thôn thiên thần hải luyện hóa này 100 giọt thánh dịch, Lăng Tiêu tốc độ tu luyện đâu chỉ nhanh hơn 100 lần. Lăng Tiêu quanh thân toàn thân đều đang lưu động thần quang, phun trào khỏi từng đạo thụy khí, phảng phất có từng vị thần bí thần linh ở hắn khiếu huyệt bên trong nổi lên. Da thịt của hắn càng phát óng ánh trong suốt, thân thể khí huyết bốc lên, ở quanh người hắn bạo phát ra như tiếng rồng ngâm hổ gầm, cũng mà còn có ngũ phương thánh thú bóng mở hiện ra, để hắn khí tức bắt đầu bạo tăng. Chương 1350, tâm giới chế tạo bùa. Phủ thành chủ, Đại Chu học viện trú trong đất, Cơ Hoàng ngồi cao trên đầu, thân người mặc màu đen long bào, khuôn mặt uy nghiêm, chỉ là thời khắc này ánh mắt rất lạnh, đồng thời có từng sợi sát cơ tràn ra. Ở hắn phía dưới, nhưng là một người mặc áo bào tím trẻ tuổi người, mặt như ngọc, vóc người thon dài, khí tức hết sức mạnh mẽ, trong con người phảng phất có màu tím thiểm điện tràn ngập. Áo bào tím người trẻ tuổi chính là Đại Chu học viện thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, Cơ Nguyên Long. Nguyên Rồng, người xác định ba người bọn họ đều là chết ở cái kia gọi là Long Ngạo Thiên gia hỏa trong tay sao? Cơ Hoàng sắc mặt âm trầm hỏi. Cơ Nguyên Long trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, trưởng lão, ta cùng mấy vị sư đệ siêu tầm ma thần vương tâm tích, mà phong lâm ba người bọn họ rất nhanh liền bị người giết, đi qua sự điều tra của ta, bọn họ tử vong địa điểm khoảng cách ma thần vương tử vong địa điểm rất gần, vì lẽ đó vô cùng có khả năng bọn họ chính là chết ở Long Ngạo Thiên trong tay. Cơ Nguyên Long trong lòng cũng là hết sức phiền muộn. Hắn kỳ thực cũng là đối với cái kia 100 giọt thánh dịch nhất định muốn lấy được, thiên thần cảnh viên mãn cường giả, muốn đột phá đến thần vương cảnh là một cái hạm, rất nhiều thiên tài cường giả đều sẽ bị vây ở cảnh giới này nhiều năm, cần hết sức công phu mới có thể đột phá. Nếu là có cái kia 100 giọt thánh dịch, Cơ Nguyên Long đột phá thời gian lẽ ra có thể tăng nhanh hồi lâu, nói không chắc là có thể lần tiếp theo thi đấu bên trong, đoạt được thứ nhất. Nhưng không có nghĩ tới là, nửa đường bị Lăng Tiêu cho tiệt hồ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật là muốn chết, dám giết ta Đại Chu học viện đệ tử, vậy thì để hắn để mạng lại trả lại đi. Chúng ta tuy rằng không có ở ma thần vương trên thi thể tìm đến bất kỳ Lôi Nguyên Châu manh mối, thế nhưng ta dám khẳng định, cái kia Long Ngạo Thiên nhất định biết chút ít cái gì, mấy ngày nay ta sẽ phái người nhìn kỹ hắn, chỉ cần hắn dám ly khai Thái Trọng Cổ Thành đi tìm Lôi Nguyên Châu, vậy chúng ta liền có thể lấy tìm hiểu nguồn gốc, được Lôi Nguyên Châu, đồng thời giết hắn đi. Cơ Hoàng đằng đằng sát khí nói rằng, hắn ở Đại Chu trong học viện có thể nói địa vị là chỉ đứng sau Cơ Cổ Viễn, xưa nay không có bất kỳ đệ tử dám ở trước mặt hắn làm càn, thế nhưng nhớ tới cái kia Long Ngạo Thiên kiêu căng khó thuần cùng không nhìn, trong lòng hắn liền vô cùng nén giận. Vô luận như thế nào, cái kia gọi là Long Ngạo Thiên gia hỏa đều phải chết. Ngược lại chiến thần học viện chết một thiên tài, đối với Đại Chu học viện tới nói cũng là cực kỳ có chuyện lợi. Trưởng lão, vì sao không trực tiếp phải bắt hắn lại? Như vậy tự nhiên có thể từ trong miệng hắn tra hỏi ra Lôi Nguyên Châu tâm tích. Cơ Nguyên Long nhìn Cơ Hoàng một chút hỏi, không thể đánh rắn động cỏ. Hàn Lực tên kia là người điên, hơn nữa nếu chúng ta có thể lặng yên không tiếng động tìm tới Lôi Nguyên Châu tự nhiên chính là ta Đại Chu học viện, cùng Bá Thiên, Thiên Kiếm hai học viện lớn liền không có quan hệ. Cơ Hoàng trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói. Trưởng lão sẽ không sợ cái kia Long Ngạo Thiên đem Lôi Nguyên Châu tin tức nói cho Hàn Lực sao? Cơ Nguyên Long hỏi, hẳn là sẽ không, ta nhìn Long Ngạo Thiên tên tiểu tử kia dã tâm không nhỏ, hơn nữa ngạo khí 10 phần, như là hắn có Lôi Nguyên Châu tin tức, nhất định sẽ một người đi lấy, khoảng thời gian này ta biết triệt để tập trung hắn, tuyệt không có thể để hắn chạy ra lòng bàn tay của ta. Cơ Hoàng lạnh giọng nói rằng,
Tuế Nguyệt thần điện bên trong, ầm ầm ầm, từng đạo thần quang đan dệt, cường đại khí thức xông lên tận trời, Lăng Tiêu ở luyện hóa hơn trăm giọt thánh dịch phía sau, rốt cục thừa thế xông lên đột phá đến rồi thiên thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa, thánh dịch bên trong tích chứa bàng bạc thánh lực chảy khắp toàn thân, đồng thời tầm bổ trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, mở ra ngũ tạng thần cung, để cơ thể hắn càng phát cường hãn. Bất diệt chiến thể tầng thứ tư ngũ tạng thần cung, chính là ở ngũ tạng bên trong mở mang ngũ hành thần cung, ngũ hành lực lượng lưu chuyển, sinh sôi liên tục, có thể thúc đẩy cơ thể hắn càng phát cường hãn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chỉ phải có đầy đủ thánh dịch tầm bổ ngũ tạng thần cung, nhất định có thể đủ để bất diệt chiến thể nhanh chóng đẩy vào đến tầng thứ tư viên mãn. Nếu như có thể đột phá đến tầng thứ năm ba thần hóa long cảnh giới, chỉ bằng vào thân thể hắn liền có thể lấy quét ngang thần vương cảnh. Giống như là hắn nhìn thấy cái kia Hàn Lực trưởng lão, chính là tầng thứ năm ba thần hóa long cảnh giới, thực lực cực kỳ khủng bố. Thời gian mới qua 20 ngày sao, đang dễ dàng thừa dịp thời gian sau này, nghiên cứu một chút thần độn thiên phù phương pháp luyện chế. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, âm thầm suy nghĩ. Nếu như có thể luyện chế thần độn thiên phù, chẳng những có thể thu được đại lượng thánh dịch, hơn nữa đối với hắn thái hư tâm phù kinh tu luyện, cũng là vô cùng mới có lợi. Lăng Tiêu hiện tại thái hư tâm phù kinh tu luyện đến tầng thứ hai viên mãn, chỉ kém một bước ngoặt là có thể đột phá đến tầng thứ ba. Lăng Tiêu câu thông tâm giới, đồng thời lấy ra ngũ hành thần phù đến nghiên cứu tích chứa trong đó lực lượng pháp tắc, chuẩn bị lấy ngũ hành thần phù làm trụ cột, sau đó cuối cùng lại tìm hiểu thần độn thiên phù. Tâm giới vô hình vô chất, mắt thường không cách nào bắt giữ, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được tâm giới tồn tại. Cái cảm giác này cực kỳ vi diệu, nhưng Lăng Tiêu biết, chỉ cần hắn đem thái hư tâm phù kinh tu luyện tới tầng thứ 6 hiển thánh cảnh giới, tâm giới là có thể hóa thành thực chất, ảnh hưởng hiện thực. Hơn nữa vừa nghĩ tới tầng thứ 6 hiển thánh phía sau, tâm giới diệu dụng hắn liền cực kỳ kích động. Bây giờ, Lăng Tiêu có thể thông qua tâm giới nhanh chóng tìm hiểu thần phù bên trong tích chứa lực lượng pháp tắc, sau đó lấy tâm lực tiến hành phác họa, khắc họa thần phù, loại này hiệu suất vượt xa quá giống như thần phù sư luyện chế thần phù. Tới tầng thứ 6 hiển thánh cảnh giới, chỉ cần có thể hình chiếu đến tâm giới trong bất kỳ bảo vật, bất kể là thần phù, đan dược vẫn là thần khí, chỉ phải có đầy đủ vật liệu, Lăng Tiêu đều có thể hoàn mỹ đem luyện chế được. Nhưng là bây giờ, tâm giới cùng tâm lực còn rất nhỏ yếu, Lăng Tiêu nhất định phải đầu tiên tìm hiểu ra thần phù bên trong tích chứa pháp tắc, mới có thể lấy tâm lực đến chế tạo bùa. Bất quá loại này quá trình đối với Lăng Tiêu tu luyện vô cùng mới có lợi, có thể nhanh chóng tham diễn thiên địa pháp tắc, tăng cao tu vi cảnh giới. Hơn nữa đối với thái hư tâm phù kinh tu luyện cũng là vô cùng mới có lợi. Vù, một tấm thần hỏa phù trôi lơ lửng ở Lăng Tiêu trước mặt, theo Lăng Tiêu tâm lực lan tràn mà đến, thần hỏa phù dĩ nhiên ở trong hư không bắt đầu giải thể, hóa thành một đoàn hào quang óng ánh, cứ như vậy cực kỳ đột ngột biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Mà ở Lăng Tiêu tâm giới bên trong, một tấm mới thần hỏa phù một lần nữa ngưng tụ đi ra, thần bí pháp tắc đường nét ở trong đó lấp lóe. Phảng phất có một vị khống chế ngọn lửa thần vương bóng mở hiện ra, ở hướng về Lăng Tiêu trình bày ngọn lửa ảo diệu. Có tâm giới, Lăng Tiêu là có thể trực quan cảm giác được lực lượng pháp tắc tồn tại. Hỏa diễm pháp tắc rừng rực, hủy diệt, thiêu đốt, sinh mệnh. Các loại thuộc tính, bắt đầu bị Lăng Tiêu chậm rãi tìm hiểu. Một giọt hỏa diễm thần thú tinh huyết, một tờ chống thần phù trôi lơ lửng ở Lăng Tiêu trước mặt. Theo Lăng Tiêu đối với thần hỏa phù tìm hiểu, hắn lấy tâm lực xúc động hỏa diễm thần thú tinh huyết hóa thành thần bí pháp tắc đường nét, chậm rãi ở trống không thần phù bên trong tiến hành phác họa. Trống không thần phù bên trong, bắt đầu tràn ngập ra bàng bạc hỏa diễm pháp tắc, tỏa ra một loại thần bí cổ xưa gợn sóng. Chương 1351, không gian pháp tắc. Lăng Tiêu trước ở Tuế Nguyệt thần điện bên trong bế quan 60 năm, mặc dù phần lớn thời gian đều ở tăng cao tu vi, nhưng cũng dùng một phần thời gian đến tìm hiểu phù đạo. Lăng Tiêu có thể cảm giác được phù đạo là nhắm thẳng vào CKS7VTB thiên địa pháp tắc vô thượng đại đạo, thần phù cùng thánh phù chính là pháp tắc đại đạo vật dẫn, ẩn chứa cực kỳ thần diệu sức mạnh, có thể tìm hiểu phù đạo người, tốc độ tu luyện cũng phải vượt xa giống như võ giả. Mà Lăng Tiêu lấy tâm giới cảm ngộ lực lượng pháp tắc, thần hỏa phù bên trong tích chứa sức mạnh tất cả đều hiện ra ở Lăng Tiêu trước mặt, để hắn đối với hỏa diễm pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới một loại rất cao cấp độ. Chỉ là trong phiến khắc, một tấm thần hỏa phù đã bị Lăng Tiêu luyện chế thành công. Hô, này tâm giới quả nhiên huyền diệu, bất quá chế tạo bùa đối với tâm lực tiêu hao cũng là rất lớn, nghĩ phải tăng cường chế tạo bùa hiệu suất, nhất định phải tăng nhanh thái hư tâm phù kinh tu luyện. Lăng Tiêu thở sâu thở ra một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lấy hắn bây giờ tâm lực, nhiều nhất cũng chính là luyện chế 10 tấm thần hỏa phù, liền hiểu ý lực đã tiêu hao hết, thái hư tâm phù kinh tầng thứ 2 vẫn là thấp rất nhiều. Cứ như vậy, Lăng Tiêu bắt đầu tìm hiểu ngũ hành thần phù.
cùng với biến dị băng thần phù, lôi thần phù cùng gió thần phù, còn có đao phù, kiếm phù cùng kim cương phù, để hắn đối với các loại pháp tắc có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Một tháng bên trong, Lăng Tiêu tổng cộng luyện chế được hàng trăm tấm thần phù. Này hàng trăm tấm thần phù, chỉ ít có thể hối đoái 200 giọt thánh dịch, nhất định chính là lãi cách sủ a. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói. Này hàng trăm tấm thần phù như là một mạch bị Lăng Tiêu kích phát ném đi, e là cho dù là thần vương cảnh cường giả cũng sẽ bị trọng thương. Cái kia loại phản ứng dây chuyền, sẽ đem thần phù uy lực tăng lên gấp 10 gấp trăm lần trở lên, vô cùng khủng bố. 20 giọt thánh dịch năng lượng tiêu hao hết phía sau, Lăng Tiêu cũng từ Tuế Nguyệt thần điện bên trong đi ra. Bất quá hắn cũng không có thái trọng cổ thành, mà là chuẩn bị tìm hiểu thần độn thiên phù. Thần độn thiên phù bên trong ẩn chứa kỳ dị không gian pháp tắc, vượt xa thông thường thần độn phù, cho nên mới có thể ở thần ma không gian bất kỳ địa phương nào, đều có thể thuấn gian truyền tống về thái trọng cổ thành. Theo thần độn thiên phù ở Lăng Tiêu tâm giới bên trong hiển hóa ra ngoài, Lăng Tiêu đối với thần độn thiên phù bên trong tích chứa không gian pháp tắc cũng bắt đầu tìm hiểu lên. Thông thường ngũ hành thần phù, Lăng Tiêu trên căn bản lấy tâm giới sức mạnh, ngay lập tức sẽ có thể hiểu ra trong đó ngũ hành pháp tắc. Thế nhưng không gian pháp tắc quá mức huyền ảo, Lăng Tiêu đầy đủ dùng một tháng, cũng mới tìm hiểu một tia ra lông. Bất quá hắn đã có thể lợi dụng tâm lực đến khắc họa thần độn thiên phù. Lăng Tiêu thở sâu thở ra một hơi, trong ánh mắt thần mang lấp lóe, bàng bạc tâm lực hướng lên trước mắt trống không thần phù bên trong vọt tới, theo từng đạo thần bí đường nét phát họa, phảng phất hư không, thế giới, thiên địa tứ phương đều bị Lăng Tiêu dẫn vào đến thần phù bên trong, đồng thời bắt đầu bùng nổ ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Lăng Tiêu tâm lực cũng ở kịch liệt tiêu hao, thần độn thiên phù trong không gian đường nét, tổng cộng có hơn vạn đạo, dính đến cực kỳ thần bí không gian pháp tắc, theo Lăng Tiêu tâm lực khắc họa, từng đạo pháp tắc đường nét thành hình, thần độn thiên phù cũng bắt đầu tản ra đạo đạo thần bí kim quang. Nhưng để Lăng Tiêu không có nghĩ tới là, ở hắn khắc họa hơn 9.000 đạo không đường cong thời điểm, tâm lực của hắn liền mấy có lẽ đã tiêu hao hết, như là tiếp tục nữa e sợ tấm này thần độn thiên phù liền muốn hoàn toàn bị hủy diệt. Ta còn là sơ suất quá, không nghĩ tới này thần độn thiên phù dĩ nhiên như vậy khó khăn. Lăng Tiêu thầm cười khổ một tiếng, trước mắt xem ra tấm này thần độn thiên phù là thật phải thất bại. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có cứ như vậy từ bỏ, coi như là tâm lực tiêu hao hết, hắn cũng dự định thử một lần, không thành công lời cũng phải nhận được rất nhiều kinh nghiệm. Cuối cùng, Lăng Tiêu tâm lực vẫn là khô kiệt, hắn cả người đều hiện ra một loại cực kỳ cảm giác uể oải, phảng phất liền muốn một hồi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ say. Mà giờ khắc này, Thái Hư Tâm Phù Kinh dĩ nhiên bỗng nhiên bắt đầu tự mình vận chuyển, chỉ nghe một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, phảng phất là nào đó loại bình cảnh bị phá vỡ, nguyên vốn đã khô kiệt tâm lực, dĩ nhiên nháy mắt trở nên xung doanh. Ầm ầm ầm, mênh mông tâm lực phun trào, như biển rộng giống như vậy, để Lăng Tiêu chung quanh hư không đều ở đây hơi rung động. Thái Hư Tâm Phù Kinh đột phá đến rồi tầng thứ ba. Loại này đột nhiên đột phá, giống như là sau khi phá rồi dựng lại như thế, rốt cục phá vỡ cái kia cuối cùng một tia bình phong, hơn nữa suýt chút nữa để tờ này thần độn thiên phù trực tiếp bị hỏng. Cũng may Lăng Tiêu ổn định tâm thần, xung doanh tâm lực phun trào, rốt cục hoàn chỉnh không sức mẻ đem hơn vạn đạo không đường nét khác ở thần phù bên trên. Trong phút chốc, thần phù hào phóng kim quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, cổ xưa thần bí. Thần độn thiên phù, xong rồi. Lăng Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, luyện chế một tấm thần độn thiên phù hao tốn phí tâm lực, quả thực so với luyện chế mấy chục tấm ngũ hành thần phù tiêu hao tâm lực còn nhiều hơn. Lăng Tiêu giờ khắc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cảm giác đã đến kiệt sức biên giới. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có liền như vậy thả lỏng, mà là mạnh mẽ vận chuyển Thái Hư Tâm Phù Kinh, một bên khôi phục hao tổn tâm lực, một bên cảm ngộ luyện chế thần độn thiên phù quá trình, được lợi rất nhiều. Thần độn thiên phù, e sợ lấy ta hiện tại nhiều nhất cũng chính là một ngày luyện chế một tấm thôi. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói. Sau đó, hắn lại dùng thời gian mấy ngày luyện chế 9 tấm thần độn thiên phù, rồi mới từ Thái Hư Thần Điện bên trong Thái Trọng Cổ Thành. 100 tấm ngũ hành thần phù, 10 tấm thần độn thiên phù, giá trị ít nhất 300 giọt thánh dịch, mà phí tổn chỉ là mấy giọt thánh dịch thôi, nhất định chính là lãi cách xù. Bất quá có thể giống như ta vậy có hiệu suất luyện chế thần phù, e sợ cũng không có mấy người. Lăng Tiêu thở dài nói, không trách thần phù sư địa vị như vậy cao, hơn nữa không người nào dám trêu chọc thần phù sư. Ngoại trừ bởi vì thần phù sư trên người lúc nào cũng có thể móc ra mấy chục tấm cường đại thần phù, có thể bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, cũng bởi vì thần phù sư thật sự là quá có tiền, nói không chừng thần phù sư là có thể trực tiếp lấy ra một cái không sứt mẻ thánh khí, trực tiếp vượt cấp mà chiến.
bế quan hơn một tháng, e sợ cái kia ba đại học viện người sắp đợi không nổi chứ. Cũng được, các ngươi đã muốn biết Lôi Nguyên Châu tâm tích, cái kia ta sẽ tác thành các ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ý lạnh, bây giờ có thần độn thiên phù nơi tay, hắn từ thiên lôi hải bên trong toàn thân trở lui nắm bắt có nhiều hơn rất nhiều. Lăng Tiêu suy đoán ba đại học viện giờ khắc này e sợ đều đang chờ hắn, muốn từ trên người hắn tìm tới Lôi Nguyên Châu tâm tích, Lăng Tiêu cũng dự định chờ đem này một nhóm thần phù ra tay phía sau, liền đi tìm Lôi Nguyên Châu. Tính ra, chiến thần học viện giáp thi đấu cũng đã sắp, được Lôi Nguyên Châu Lăng Tiêu trở lại chiến thần học viện tham gia giáp thi đấu, đến thời điểm chỉ cần có thể đoạt được thứ nhất, liền có cơ hội tham gia chiến thần điện sát hạch, tiến vào chiến thần điện bên trong. Bởi như vậy, Lăng Tiêu mục tiêu lại gần rồi một bước. Chương 1352, 300 giọt thánh dịch. Bế quan hơn một tháng, Lăng Tiêu rốt cục xuất quan. Hắn mang theo tất cả thần phù đi tới phủ bảo các bên trong, tìm được trưởng quỹ Lâm Tùng. Long công tử, lần này muốn mua cái gì thần phù? Lâm Tùng vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời chính là hai mắt phóng quang, cực kỳ ân cần nói rằng. Hắn là một người thông minh, tự động biết Lăng Tiêu phía sau có một vị thần phù sư, mặc dù hắn còn không có nghiệm chứng, cũng đã bắt đầu nghĩ biện pháp giao hảo Lăng Tiêu, trực tiếp cho ra các loại ưu đãi cùng vô cùng bạo tay. Đối với cái này dạng một người thông minh, Lăng Tiêu cũng là hết sức thỏa mãn, tự nhiên cũng mong muốn chăm sóc một chút việc buôn bán của hắn. Lần này ta không mua thần phù, thay trưởng bối bán một nhóm thần phù, người có thu hay không? Lăng Tiêu mắt sáng lên, khẽ mỉm cười nói. Một nhóm thần phù, Lâm Tùng cả người chấn động, vội vã nhìn một chút bốn phía, đè nén xuống trong lòng mừng như điên, đem Lăng Tiêu đón vào đến rồi một gian tĩnh thất bên trong. Long công tử, ngài sau lưng thần phù sư đại nhân thật sự mong muốn đem thần phù bán cho chúng ta sao? Ngươi yên tâm, giá cả không là vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tùng trong lòng vừa cảm kích lại vui mừng, cũng còn tốt trước giao hảo Lăng Tiêu, đồng thời lại rơi xuống vô cùng bạo tay đầu tư. Kỳ thực hắn lúc đó cũng không xác định Lăng Tiêu phía sau đến cùng có hay không có thần phù sư tồn tại. Mà bây giờ, Lăng Tiêu là thật cho hắn một niềm vui bất ngờ. Không sai, chính là một nhóm thần phù, tổng cộng 100 tấm ngũ hành thần phù, 10 tấm thần độn thiên phù. Lăng Tiêu cười nhạt, trực tiếp đem tất cả thần phù đều lấy ra. 110 tấm thần phù hòa lẫn, tản ra thần bí ba động kỳ dị, ánh sáng óng ánh lóa mắt, nhất thời liền để Lâm Tùng không mở mắt ra được. Lâm Tùng không kìm nén được trong lòng mừng như điên, nhất thời liền thật lòng kiểm tra một chút, kết quả để hắn kích động là, này 110 tấm thần phù tất cả đều là thượng phẩm, hơn nữa thần lực no đủ, pháp tắc khí tức cường đại, hầu như không có bất kỳ lực lượng trôi đi, là vừa luyện chế được không lâu tinh phẩm thần phù. Càng để Lâm Tùng trong lòng kính nể chính là, thần độn thiên phù chính là cực phẩm thần phù, muốn luyện chế ra thần độn thiên phù cực kỳ gian nan, này cũng đại diện cho Lăng Tiêu phía sau có một vị thần phù tông sư. Có thể trở thành thần phù tông sư, không có chỗ nào mà không phải là những đại thánh địa kia, thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra được nhân vật, Lăng Tiêu sau lưng bối cảnh để Lâm Tùng càng thêm kính sợ lên. Long công tử, này 100 tấm ngũ hành thần phù, ta mong muốn lấy mỗi tấm 2 giọt thánh dịch giá cả thu mua, 10 tấm thần độn thiên phù, mỗi tấm 10 giọt thánh dịch, người xem coi thế nào. Lâm Tùng cắn răng một cái, trực tiếp báo ra một cái giá cao. Mà hắn báo giá cả, dĩ nhiên hầu như đều là phù bảo các tiêu thụ giá cả. Nói cách khác này 110 tấm thần phù, hắn một giọt thánh dịch đều không kiếm lời, mà đem lợi nhuận đều cho Lăng Tiêu. Lâm trưởng quỹ, 300 giọt thánh dịch đúng là một cái giá trên trời. Chỉ là như vậy vừa đến, chỉ sợ các người phù bảo các cũng không có bất kỳ lời chứ. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi, càng phát vì là Lâm Tùng vô cùng bạo tay cùng quyết đoán mà kinh ngạc. Long công tử nói tới đúng, này 110 tấm thần phù, chúng ta xác thực không cách nào kiếm lấy lợi nhuận. Nhưng lại có thể khai hỏa ta phù bảo các tiếng tăm, được càng nhiều hơn giao dịch số lượng. Hơn nữa này 110 tấm thần phù căn bản không lo không bán được hàng, ta cam đoan với ngươi, sau đó chỉ cần ngươi nắm tới thần phù, ta đều dựa theo cái giá này thu mua. Lâm Tùng khẽ mỉm cười nói, ở Thái Trọng Cổ Thành bên trong, thần phù mức tiêu hao này phẩm tuy rằng giá cả đắt giá, nhưng tiêu thụ nhưng cực kỳ nóng nảy, phù bảo các sau lưng tuy rằng cũng có một vị thần phù sư, thế nhưng luyện chế thần phù, xa kém xa thỏa mãn phù bảo các tiêu thụ. Vậy thì để phù bảo các lâm vào một loại cực kỳ lúng túng mức độ. Tuy rằng từ Lăng Tiêu trong tay thu mua thần phù không kiếm tiền, nhưng lại có thể vì là phù bảo các lưu lại càng nhiều hơn khách hàng, lâu dài đến xem đối với phù bảo các tới nói trăm lợi mà không có một hại. Cho tới lợi nhuận, thần phù vốn là lãi cách xù, phù bảo các sau lưng vị kia thần phù sư luyện chế thần phù, đã có thể để phù bảo các kiếm lấy đại lượng lời. Bất quá Lâm Tùng căn bản không biết Lăng Tiêu luyện chế thần phù tốc độ,
e sợ 10 cái thần phù sư đều không nhất định có Lăng Tiêu một người luyện chế thần phù tốc độ nhanh. Nếu Lâm Tùng nguyện ý cho giá cao, Lăng Tiêu cũng lúc này liền đồng ý. Được rồi, Lâm trưởng quỹ, 300 giọt thánh dịch bên trong, ngươi cho ta 280 giọt thánh dịch là đủ rồi, còn dư lại 20 giọt thánh dịch, tất cả đều đổi cho ta thành nhất cực phẩm chống không thần phù. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, không thành vấn đề, Lâm Tùng lúc này liền đồng ý. Nhất cực phẩm chống không thần phù, giá trị vượt xa quá phổ thông chống không thần phù giá trị, nhưng Lăng Tiêu 20 giọt thánh dịch vẫn là mua được 200 tấm cực phẩm chống không thần phù. Có cực phẩm chống không thần phù, Lăng Tiêu không những có thể càng thêm dễ dàng luyện chế thần độn thiên phù, hơn nữa cũng có thể thử nghiệm luyện chế cực phẩm ngũ hành thần phù, như vậy mới có thể bùng nổ ra chân đủ uy lực mạnh mẽ. Cực phẩm ngũ hành thần phù, e sợ có thể so với thiên thần cảnh viên mãn, thậm chí thần vương cảnh cường giả một đòn, xa không phải cái kia chút thông thường ngũ hành thần phù có thể sánh được. Lăng Tiêu rời đi phù bảo các, trở lại khách sạn thời điểm, vừa vặn gặp Phương Thịnh, Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Doãn Thiên Thông 5 người. Ngoài ra còn có Thái Thượng Học Viện Phương Sùng. Long sư huynh, nguyên lai người thật sự ở đây. Phong Nhã trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng nói. 2 năm trước Thiên Ma Cốc một trận chiến, Lăng Tiêu để cho bọn họ trước tiên chiến thần học viện, thế nhưng Lăng Tiêu chính mình nhưng biến mất rồi thời gian 2 năm, như không là bọn hắn thông qua Lăng Tiêu chiến thần khiến cảm giác được Lăng Tiêu còn chưa chết, sợ là sớm đã cho rằng Lăng Tiêu đã bị ma tộc độc thủ. Giờ khắc này gặp được Lăng Tiêu, Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương bọn người là hết sức kích động. Này thời gian 2 năm, mấy người bọn hắn tu vi cũng là tăng nhanh như gió, đặc biệt là Huyền Vương, đã đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ, mà Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông dĩ nhiên cũng đều là đột phá đến rồi chân thần cảnh viên mãn, để Lăng Tiêu vô cùng kinh ngạc. Ngăn ngắn thời gian 2 năm, mấy người này tu vi tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đi. Các ngươi không có về chiến thần học viện sao? Cố nhân muốn gặp, mọi người tự nhiên đều là hết sức cao hứng, Lăng Tiêu cùng mọi người hàn huyên một hồi, liền có chút nghi ngờ hỏi. Huyền Vương giải thích, 2 năm trước, Thiên Ma Cốc cuộc chiến sau, chúng ta liền học viện, ở trong học viện tu luyện một quãng thời gian, một cái là vì tìm ngươi, thứ hai là muốn ở trong thực chiến đột phá, vì lẽ đó này thời gian 2 năm chúng ta phần lớn đều ở đây thần ma không gian bên trong. 2 năm qua, bởi thần ma không gian bên trong nhân tộc cùng ma tộc trong đó xung đột càng phát kịch liệt, tuy rằng dẫn đến vô cùng nguy hiểm, thế nhưng cũng có một nhóm lớn di tích thời thượng cổ bị khám phá đi ra. Rất nhiều người đều ở đây thần ma không gian bên trong tìm được cơ duyên lớn, nhất phi trùng thiên. Mà Diệp Lương Thần, Phong Nhã đám người cũng là như vậy, nghe bọn họ nói tới cần phải là tìm được một vị bán thánh truyền thừa, chiếm được đại lượng thánh dịch, vì lẽ đó tu vi mới có thể tăng nhanh như gió. Lần này, Huyền Vương mấy người chính là cùng Phương Sùng cùng đi ra ngoài săn giết ma tộc, Thái Trọng Cổ Thành thời điểm vừa vặn gặp Phương Thịnh, nghe được Lăng Tiêu tin tức phía sau, liền tìm tới. Chương 1353, Thánh Linh Chỉ tin tức. Lăng Tiêu cũng đại khái nói một lần 2 năm này tình huống, chỉ nói là thâm nhập đến rồi thần ma không gian bên trong săn giết ma tộc, chiếm được một ít cơ duyên, tu luyện 2 năm phía sau mới Thái Trọng Cổ Thành. Đại ca, nghe nói ngươi làm thịt vị này ma thần vương. Bất quá Đại Chu học viện đám cháu kia thật không phải thứ gì, đừng nói là đại ca ngươi không có được Lôi Nguyên Châu, coi như là chiếm được cũng không thể cho đám cháu kia. Diệp Lương Thần cũng là nghe Phương Thịnh nói rồi Lăng Tiêu bị cơ hoàng đám người tìm cớ sự tình, căm phẫn sục sôi nói. Phương Sùng trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, năm đại học viện tuy rằng như thể chân tay, thế nhưng theo này mấy năm cửu trọng đế khuyết càng ngày càng mạnh lên, mà chiến thần điện nhưng là từ từ sự suy thoái, vì lẽ đó Thiên Kiếm, Bá Vương cùng Đại Chu ba đại học viện đệ tử đều là vênh vang đắc ý, thường thường sẽ chèn ép chiến thần học viện đệ tử. Long sư đệ vẫn là phải cẩn thận một chút, không muốn đơn độc ly khai Thái Trọng Cổ Thành. Cửu trọng đế khuyết nghiêu bức nữa thì lại làm sao? Bất quá đều là một đám nhà giàu mới nổi thôi. Đại ca, Đại Chu học viện đám cháu kia như là dám không thức thời, cũng thời điểm tất cả đều cho bọn họ làm thịt. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Đại Chu học viện không tìm đến ta tốt nhất, nếu là bọn họ không thức thời, ta sẽ không để ý cho bọn họ một bài học. Các ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Là muốn học viện sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Huyền Vương đám người. Huyền Vương khẽ mỉm cười nói, Long sư huynh, gần đây có một cái tin chỉ sợ ngươi còn không biết sao. Thiên Lôi Hải xuất hiện Thánh Linh Trì, rất nhiều cường giả đều dự định đi tới Thiên Lôi Hải, chúng ta cũng dự định đi tìm kiếm chút vận may, Long sư huynh nếu không phải cùng chúng ta cùng đi. Thánh Linh Trì, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong lòng cũng là hơi chấn động lên. Thánh Linh Trì chính là cường đại thánh nhân hóa đạo phía sau, lưu lại tinh khiết thánh lực hình thành vị trí bí ẩn, thế nhưng giống như thánh nhân hóa đạo, có chút có thể bảo lưu thân thể.
có chút không cách nào bảo lưu thân thể cuối cùng sẽ hòa vào bên trong đất trời. Mà muốn hình thành thánh linh chỉ điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải có vài vị thánh nhân đồng thời hóa đạo, đồng thời ở một chỗ phong bế trong không gian, mới có thể hình thành thánh linh chỉ. Thánh linh chỉ có lớn có nhỏ, tích chứa trong đó bàng bạc thánh linh khí, tuy rằng không bằng thánh dịch như vậy tinh khiết, nhưng cũng xê xích không nhiều, vượt xa quá thông thường thần linh khí. Nếu như có thể ở thánh linh chỉ bên trong tu luyện, tốc độ e sợ có thể tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Mà Lăng Tiêu không có nghĩ tới là, thánh linh chỉ dĩ nhiên xuất hiện ở Thiên Lôi Hải bên trong, Lăng Tiêu nguyên bản đang định đi tới Thiên Lôi Hải đi tìm Lôi Nguyên Châu. Bất quá thánh linh khí không nhưng đối với nhân tộc cường giả hữu dụng, đối với ma tộc cường giả cũng giống vậy có cực đại diệu dụng, tin tức này nếu truyền ra, e sợ ma tộc cũng sẽ có rất nhiều cường giả đi tới Thiên Lôi Hải, đã định trước lại chính là một hồi huyết chiến. Thánh linh chỉ là lúc nào xuất hiện, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn Huyền Vương hỏi. Có nhân tộc cường giả ở Thiên Lôi Hải bên trong phát hiện thánh linh chỉ kết giới, vậy hẳn là một chỗ bí cảnh, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị phá ra. Bất quá Thiên Lôi Hải bên trong nguy cơ trùng trùng, muốn ở trong đó tìm kiếm thánh linh chỉ, sợ rằng phải chịu đựng nguy hiểm cực lớn. Huyền Vương chậm rãi nói rằng, đã có thánh linh chỉ xuất hiện, vậy chúng ta cũng không thể bỏ qua. Sau 3 ngày chúng ta cùng đi, làm sao? Lăng Tiêu nhìn mọi người một cái nói, không thành vấn đề, Phương Thịnh, Huyền Vương đám người tự nhiên không có ý kiến, liền ngay cả Phương Sùng cũng là quyết định cùng Lăng Tiêu đồng thời. Phương Sư Huynh, Cẩm Sắt có hay không tiến vào Thái Thượng Đạo Cung bên trong? Lăng Tiêu nhìn Phương Sùng hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Long Sư Đệ yên tâm, Cẩm Sắt tư chất siêu tuyệt, đã bị Thái Thượng Đạo Cung một vị thánh nhân lão tổ thu làm đệ tử. Phương Sùng hơi xúc động nói, bọn họ Thái Thượng Học Viện đệ tử muốn đi vào Thái Thượng Đạo Cung đều là vô cùng gian nan. Hơn nữa coi như là tiến nhập Thái Thượng Đạo Cung cũng chỉ là đệ tử nội môn thôi. Nhưng giống Cẩm Sắt như vậy có thể nói là một bước lên trời, vừa tiến vào đến Thái Thượng Đạo Cung đã bị thánh nhân lão tổ coi trọng, này vốn là đệ tử chân truyền đãi ngộ, để hắn chính là vô cùng ước ao. Vậy thì tốt, Lăng Tiêu hơi yên tâm, Cẩm Sắt tiến nhập Thái Thượng Đạo Cung, dựa vào nàng Thái Thượng Đạo thể tuyệt thế tư chất, nhất định có thể đủ tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh, sớm muộn tất có gặp lại ngày. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, muốn tu luyện tới hữu tình chí cảnh, hiểu ra kiếp trước và kiếp này, khôi phục ký ức, quá trình này e sợ cũng rất khó. Bất quá, Lăng Tiêu chờ nổi. Sau đó 3 ngày, Lăng Tiêu lựa chọn bế quan. Hắn dùng 30 giọt thánh dịch, ở Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong đem thời gian gia tốc 30 lần, thu được 90 ngày, thời gian này bên trong hắn cũng không có tu luyện, mà là tiếp tục luyện chế thần phù, tổng cộng luyện chế 400 tấm ngũ hành thần phù cùng với 10 tấm thần độn thiên phù. 400 tấm ngũ hành thần phù như là một mạch sao đi ra ngoài. E sợ thần vương cảnh cường giả cũng sẽ nuốt hận, trực tiếp bị lộng chết. Những thứ này là Lăng Tiêu chuẩn bị lá bài tẩy, mà thần độn thiên phù cũng có thể để hắn bình yên vô sự thoát thân, trở lại Thái Trọng Cổ Thành bên trong. Lăng Tiêu cũng vì Phương Thịnh đám người mỗi người chuẩn bị một tấm thần độn thiên phù. Thái Trọng Cổ Thành mấy ngày nay cũng là hoàn toàn náo nhiệt, từ khi Thiên Lôi Hải bên trong xuất hiện thánh linh chỉ tin tức truyền đến, liền có rất nhiều cường giả dồn dập hướng về Thiên Lôi Hải bên trong chạy đi, coi như là Thiên Lôi Hải chính là trong truyền thuyết cấm địa. Nguy cơ trùng trùng, cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Mà phù bảo các thần phù, mà là bởi vì thánh linh chỉ tin tức, trực tiếp tiêu thụ hết sạch, rất nhiều người thậm chí lựa chọn tăng giá tới mua thần độn thiên phù, để Lâm Tùng cười miệng tâu toét, trong lòng đối với Lăng Tiêu càng là vô cùng cảm kích. 3 ngày phía sau, Lăng Tiêu xuất quan hội hợp Huyền Vương đám người, cũng là hướng về Thiên Lôi Hải chạy đi. Long Ngạo Thiên bọn họ đã rời đi Thái Trọng Cổ Thành, xem ra hẳn là đi Thiên Lôi Hải. Cơ Hoàng trong ánh mắt thần mang lóe lên, đối với lên trước mắt Cơ Nguyên Long nói rằng, vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới? Cơ Nguyên Long hỏi, không cần, ta sẽ lấy một bộ thần vương phân thân theo cái kia Long Ngạo Thiên, chỉ cần phát hiện Lôi Nguyên Châu tâm tích, ta liền sẽ lập tức động thủ. Các ngươi không cần hết sức tùy tùng, ngươi chính là mang theo đông đảo đệ tử đi tới Thiên Lôi Hải tìm kiếm thánh linh chỉ đi, chỉ cần ngươi có thể đủ đột phá đến thần vương cảnh, đợi đến trăm viện thi đấu thời điểm, nói không chắc ngươi là có thể bước vào 10 vị trí đầu thậm chí là trước 3. Cơ Hoàng nhìn trước mắt Cơ Nguyên Long, chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Trưởng lão yên tâm, trăm viện thi đấu ta nhất định có thể đủ tiến nhập 10 vị trí đầu. Cơ Nguyên Long trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Rất tốt, ngươi đi đi, Cơ Hoàng khẽ mỉm cười nói. Thiên Lôi Hải xuất hiện thánh linh chỉ tin tức, truyền khắp Thái Trọng Cổ Thành, không chỉ là đông đảo nhân tộc cường giả, liền ngay cả năm đại học viện tinh nhuệ đệ tử cũng là dồn dập rời đi Thái Trọng Cổ Thành, hướng về Thiên Lôi Hải cực tốc bay đi. Chương 1354, Thiên Lôi Hải. Thiên Lôi Hải chính là một mảnh mênh mông nội lục hải, chu vi có mấy trăm ngàn dặm, bởi vì quanh năm bị vô tận lôi đình bao phủ,
liền ngay cả trong nước biển đều ẩn chứa nồng nặc sức mạnh sấm sét, cho nên mới bị trở thành Thiên Lôi Hải. Thiên Lôi Hải bên trong nổi lơ lửng rất nhiều kỳ dị sơn mạch, cái kia chút sơn mạch đều ẩn chứa nồng nặc sức mạnh sấm sét, có chút thậm chí ẩn giấu lôi đạo đỉnh cấp tài liệu luyện khí, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là một ít kinh khủng lôi đình, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng là chạm vào hẳn phải chết. Trước đây, rất ít người sẽ đến Thiên Lôi Hải bên trong rèn luyện, nhưng mấy ngày nay nhưng bởi vì Thánh Linh Trì tin tức, đưa tới rất nhiều người muốn đến tìm kiếm Thánh Linh Trì. Lăng Tiêu đám người tuy rằng mượn Na Di thần phù, nhưng cũng là trải qua sắp tới 10 ngày, mới chạy tới Thiên Lôi Hải. Ầm ầm ầm, trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng, màu đen nước biển sôi trào mãnh liệt, bọt nước cuồn cuộn, dương kích cửu thiên, đồng thời tỏa ra cực kỳ nóng rực lôi quang, để tứ phương thương khung đều đang kịch liệt run rẩy. Trên hư không, mây đen dập trời, từng đạo lớn lôi đình còn như dãy núi giống như vậy, từ trên 9 tầng trời bắn vào đến phía dưới Thiên Lôi Hải bên trong, núi liền trời đất, xem ra vô cùng đồ sộ. Màu đỏ, màu đen, màu bạc, màu vàng, thậm chí còn có màu trắng lôi đình cũng vậy đan dệt, tản ra làm cho tâm thần người run rẩy khí tức. Cách rất xa, Lăng Tiêu là có thể nhìn thấy, Thiên Lôi Hải bên trong lơ lửng những lôi quang kia, tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, e là cho dù là lấy hắn bây giờ cường hãn thân thể, chỉ cần bị lôi quang quét chúng, cũng sẽ bị trọng thương. Tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, Thiên Lôi Hải bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta hành động chung, không nên tự tiện hành động, đặc biệt là không muốn đụng vào cái kia chút thứ nguy hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu lại dặn dò mọi người một hồi, sau đó liền mang theo mọi người hướng về Thiên Lôi Hải bên trong bay đi. Bọn họ cẩn thận tránh được lôi bạo khu vực, tận lực hướng về cái kia chút tương đối bình tĩnh hải vực bay đi, cũng lại chậm rãi địa đi tìm Thánh Linh Trì tung tích. Chỉ cần có Thánh Linh Trì xuất thế, cái kia loại thánh quang chiếu khắp, xông lên tận trời khí thế sẽ nháy mắt kinh động tất cả mọi người. Vì lẽ đó Lăng Tiêu đám người cũng không có cố ý đi tìm, chỉ là từ từ hướng về Thiên Lôi Hải bên trong bay đi, mà phương hướng chính là Lôi Nguyên Châu vị trí. Lăng Tiêu cảm giác được, nếu Lôi Nguyên Châu là lôi đạo chí bảo, nếu như có thể trước phải đến Lôi Nguyên Châu, mới có thể dễ như trở bàn tay tránh ra Thiên Lôi Hải bên trong cái kia chút kinh khủng lôi đình. Long sư đệ, chúng ta như thế lung tung không có mục đích tìm kiếm, e sợ không có hiệu quả gì. Phương Sùng nhìn bốn phía nóng rực lôi quang, chần chờ nói rằng. Ồ, Phương sư huynh có cái gì biện pháp tốt hơn tìm kiếm Thánh Linh Trì sao? Ở này Thiên Lôi Hải bên trong, như là Thánh Linh Trì không có xuất thế, chỉ sợ rằng muốn sớm tìm tới, đó là thiên nan vạn nan. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, ngươi nói không sai, bất quá ta cảm giác được, Thánh Linh Trì giống như xuất hiện vị trí, cũng đều là đang đến gần lôi bạo khu vực, không bằng chúng ta dựa vào lôi bạo biên giới tìm tòi, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện. Phương Sùng quay về Lăng Tiêu nói rằng, dựa vào lôi bạo biên giới tìm tòi, e sợ vẫn là quá nguy hiểm. Như là lôi bạo kích phát lời, chúng ta đều phải táng thân ở lôi bạo bên trong. Huyền Vương mắt sáng lên, chậm rãi nói rằng, Thiên Lôi Hải trong lôi bạo nguy hiểm nhất, hơn nữa khó khống chế, ai cũng không biết lúc nào sẽ bạo phát. Phương Sùng còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, bỗng nhiên Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhìn về phía trước một tòa lôi đỉnh núi. Ầm ầm, đó là một tòa phiêu phù ở Thiên Lôi Hải trong lôi đỉnh núi, chiều cao hơn 1000 trượng, toàn thân hoàn toàn đen xì, nhưng giờ khắc này lại có từng đạo nóng rực thánh quang xông lên tận trời, tản ra cổ xưa thần bí gợn sóng. Thánh Linh Trì, nhất thời, tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên. Ai cũng không nghĩ tới, vận may của bọn họ dĩ nhiên sẽ tốt như thế, mới vừa đến Thiên Lôi Hải bên trong, liền chính xác gặp Thánh Linh Trì xuất thế, hơn nữa cách bọn họ là gần như vậy. Chúng ta đi. Trước đêm này một tòa Thánh Linh Trì chiếm xong đến, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, kịp thời quyết đoán bay thẳng đến tòa kia lôi đỉnh núi cực tốc bay đi. Mọi người tự nhiên là theo sát phía sau, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng vẻ vui mừng. Siêu siêu siêu, chỉ là mấy hơi thở, Lăng Tiêu đám người liền rơi vào tòa kia lôi đỉnh núi bên trên. Ở lôi đỉnh sơn trên đỉnh ngọn núi, xuất hiện một phương cổ xưa ao đá, xem ra chỉ có một trượng vuông vắn, hòa hợp một tầng màu đỏ sương mù, phảng phất lưu động thần bí hỏa diễm. Trong ao đá có thật mỏng một tầng chất lỏng, óng ánh trong suốt, nóng rực như lửa. Chính là Thánh Linh Trì, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính Thánh Linh Trì. Chỉ là tòa này Thánh Linh Trì khá là nhỏ, hơn nữa tích chứa trong đó thần linh khí cũng rất ít, nhưng bất kể như thế nào cũng là một tòa Thánh Linh Trì, đối với Lăng Tiêu đám người tới nói đã có thể được xem là bất ngờ vui mừng. Tòa này Thánh Linh Trì, có thể chứa đựng 5, 6 người tu luyện, các ngươi dành thời gian đi vào tu luyện, thu nạp Thánh Linh khí, ta giúp các ngươi ngăn trở người ngoại lai. Lăng Tiêu nhanh chóng nói rằng, được, mọi người nhìn nhau, đều là biết bây giờ không phải là kiểu cách thời khắc,
dồn dập ở thánh linh trì bên trong ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển quanh thân thần lực, bắt đầu thu nạp thánh linh khí. Từng đạo nóng bỏng thánh linh khí, như ngọn lửa lưu động, nháy mắt liền đưa bọn họ bao vây lại, hướng tứ chi của bọn hắn bách hài bên trong tuôn tới, thánh linh trì trong thánh linh khí nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm thiểu. Lăng Tiêu nhưng là đứng ở thánh linh trì trước mặt, ánh mắt nhìn về phía xa xa hư không. Hắn có thể đủ cảm giác được, nơi đó có mấy bóng người đang nhanh chóng hướng về ở đây lướt tới. Siêu siêu siêu, ba cái thân mặc màu đen trang phục, lưng đeo ba thanh cổ kiếm thanh niên nháy mắt liền rơi vào lôi đỉnh núi bên trên, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực vẻ, nháy mắt liền thấy thánh linh trì. Ba cái thanh niên mặc áo đen bên trong, cầm đầu là thiên thần cảnh hậu kỳ, mặt khác hai cái đều là thiên thần cảnh trung kỳ, giờ khắc này không chút do dự liền rút ra sau lưng cổ kiếm, hướng về thánh linh trì vọt tới. Tiểu tử, nếu không muốn chết liền mau cút đi cho ta. Cầm đầu thanh niên mặc áo đen kia giống lớn một tiếng, một kiếm hướng về Lăng Tiêu đâm tới. Cút, Lăng Tiêu ánh mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng bạo nổ quát một tiếng. Ầm ầm, như tiếng rồng ngâm ở trong hư không nổ ra, kinh khủng sóng âm phóng xạ tứ phương, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố gợn sóng, Lăng Tiêu trực tiếp một quyền hướng về phía trước đánh tới, màu vàng quyền ấn như mặt trời giống như bay lên không. Thời khắc này, Lăng Tiêu quanh thân khí huyết bốc lên, phảng phất là một vị hình người thần long, tỏa ra cực kỳ ba động khủng bố. Để cái kia ba cái thanh niên mặc áo đen đều là nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Bọn họ biết, lần này chỉ sợ là đá vào tấm sắt rồi bên trên. Răng rác, Lăng Tiêu cú đấm này, phảng phất là phai mờ chúng sinh cối xay, thần lực vô song, trực tiếp liền đem cái kia ba cái hắc y trong tay thanh niên cổ kiếm đánh nổ, sau đó trực tiếp đánh vào lồng ngực của bọn họ bên trên. Ba cái thanh niên mặc áo đen trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, lồng ngực nháy mắt liền sụp xuống, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Trực tiếp nhập vào đến rồi thiên lôi hải bên trong. Chương 1355, con a con a con a. Ầm ầm, thiên lôi hải bên trong khơi dậy đạo đạo màu đen bọt nước, cái kia ba cái thanh niên mặc áo đen giờ khắc này đều là vong hồn đại mạo, nơi nào còn dám mơ ước thánh linh trì, đều là dồn dập hướng về xa xa chạy thục mạng. Thế nhưng, thiên lôi hải bên trong nháy mắt liền nổi lên một đạo màu bạc thiểm điện, trực tiếp đánh vào ba người bọn họ trên người, trực tiếp liền đưa bọn họ hóa thành một mảnh cho bụi. Thật là khủng khiếp lôi đình, Lăng Tiêu ánh mắt cũng là không khỏi co rụt lại, đạo kia màu bạc thiểm điện cổ xưa thần bí, thậm chí phảng phất có hóa thành hình người xu thế, ở đánh chết ba cái thanh niên mặc áo đen phía sau, nháy mắt liền ẩn vào đến rồi thiên lôi hải bên trong. Thánh linh chỉ xuất thế, sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ảnh hưởng trình độ, cũng cùng thánh linh chỉ to nhỏ có quan hệ, càng lớn thánh linh chỉ, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng là càng phát mạnh mẽ. Sau đó lại tới nữa rồi mấy làn sóng mơ ước thánh linh trì cường giả, nhưng trên căn bản đều bị Lăng Tiêu đánh lui, mà có một ít nhưng là nhìn thấy thánh linh trì trong thánh linh khí, sắp bị huyền vương đám người luyện hóa xong, không đáng tiếp tục ra tay, vì lẽ đó rồi rời đi. Này một tòa thánh linh trì, ở Lăng Tiêu hộ pháp bên dưới, cũng không có người dám đến ngang ngược. Huyền vương đám người sắp đem thánh linh khí luyện hóa sạch sẽ thời điểm, Lăng Tiêu cảm giác được rốt cuộc lại có một bóng người hướng về bên này cực tốc bay tới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hả, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, phát hiện đó là một đầu màu đen con lừa, cả người giàu ánh sáng hiện ra, nhánh cạnh vành tai lớn, con người vội vã chuyển loạn, xem ra vô cùng giảo hoạt mà hèn mọn. Nó như một đạo màu đen thiểm điện, nháy mắt liền hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Ở màu đen con lừa phía sau, có hai người mặc da thú, xem ra hung thần ác sát khôi ngô đại hán theo sát không nghỉ, tương tự là đi tới lôi đỉnh núi. Cái kia hai cái khôi ngô đại hán khí huyết cuồn cuộn, thân thể mạnh mẽ vô cùng, đều có thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, phân biệt vác một thanh to lớn khai sơn phủ, nhìn chằm chằm cái kia đầu màu đen con lừa, ánh mắt phảng phất có thể ăn thịt người. Lăng Tiêu còn tưởng rằng này đầu con lừa là đến cướp đoạt thánh linh trì, đang khi hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, con lừa trực tiếp bóng người lóe lên, liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, trực tiếp ôm lấy Lăng Tiêu bắp đùi, lớn tiếng gào khóc. Con a con a con a, mau giúp ta ngăn cản hai tên khốn kiếp kia. Lăng Tiêu sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Hắc lừa, ngươi kêu người nào đây đây? Có tin hay không bản thiếu gia làm thịt ngươi? Lăng Tiêu sắc mặt khó coi, cảm giác được bị này đầu hắc lừa chiếm giá rẻ. Lăng Tiêu, là ta là Bạch Long Mã, trước tiên giúp ta giải quyết rồi hai tên khốn kiếp này, ta bị bọn họ đuổi mấy tháng. Hắc lừa thanh âm bỗng nhiên truyền vào Lăng Tiêu trong óc, tràn đầy vẻ lo lắng. Lăng Tiêu nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ngươi là Bạch Long Mã? Ngươi làm sao đã biến thành dáng vẻ ấy? Mấy năm qua ngươi đã chạy đi đâu? Không có đi yêu giới sao? Lăng Tiêu trợn to hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi.
hắn không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này cùng Bạch Long Mã gặp gỡ, một mực Bạch Long Mã còn đã biến thành một đầu con lừa bộ dạng, liền ngay cả Lăng Tiêu đều không có nhận ra đến. Ai, việc này nói rất dài dòng, mau mau giúp ta giải quyết rồi hai tên khốn kiếp này. Hắc lừa trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ gợn sóng. Tiểu tử, giao ra cái kia đầu hắc lừa. Một người mặc gia thú đại hán nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Bọn họ tuy rằng cũng phát hiện thánh linh trì, thế nhưng giờ khắc này thánh linh trì trong thánh linh khí cũng đã gần bị huyền vương đám người luyện hóa sạch sẽ. Tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không hề nói gì, sự chú ý đều đặt ở màu đen con lừa trên người. Hai vị đạo hữu, này đầu, hắc lừa là bằng hữu của ta. Không biết nó nơi nào đắc tội các ngươi. Lăng Tiêu trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đối với lên trước mắt hai cái gia thú đại hán ôm quyền thi lễ nói. Hắn biết Bạch Long Mã bản tính, quả thực so với Lão Sơn Dương còn muốn vô liêm sỉ cùng không biết xấu hổ, Lăng Tiêu chỉ lo là bởi vì Bạch Long Mã làm cái gì người người oán trách sự tình, vậy thì lúng túng. Nó là bằng hữu của ngươi, xem ra các ngươi là đồng mưu, dám trộm lấy ta thánh môn chí bảo, các ngươi đều đáng chết. Hai cái gia thú đại hán đều là trong ánh mắt hàn mang lóe lên, quanh thân sát khí tràn ngập ra, đem Lăng Tiêu cùng hắc lửa đều bao phủ lại. Lăng Tiêu, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò. Bọn họ đều là nương nhờ vào ma tộc nhân tộc, từ bỏ nhân tộc huyết mạch, là nhân tộc kẻ phản bội, nhanh làm thịt bọn họ. Bạch Long Mã truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Đầu phục ma tộc, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hắn đồng dạng cảm thấy này hai cái gia thú trên người đại hán có một tia mịt mờ ma tộc khí tức, mặc dù có chút hỗn tạp, nhưng cũng cùng những ma tộc kia cường giả không có gì khác biệt. Đối với phản bội nhân tộc, nương nhờ vào ma tộc cặn bã, Lăng Tiêu từ trước đến giờ là không có hảo cảm gì, gặp một cái giết một cái. Giờ khắc này, mặc kệ Bạch Long Mã là thế nào đắc tội trước mắt hai người kia, bọn họ đều phải chết. Các ngươi phản bội nhân tộc, cam nguyện cho rằng ma tộc chó săn, lại vẫn dám ở chỗ này lộ mặt. Hôm nay liền nắm đầu của các ngươi, đi tế điện cái kia chúc chết trận nhân tộc tiền bối. Lăng Tiêu lạnh giọng nói rằng, quanh thân thần lực bốc lên, một quyền hướng lên trước mắt này hai cái gia thú đại hán đánh tới. Muốn chết, hai cái gia thú đại hán đều là trong ánh mắt sát cơ rừng rực, quanh thân dũng động màu đen ma quang. Khí huyết bốc lên, ở da thịt của bọn họ bên trên dĩ nhiên xuất hiện từng đạo màu đen ma tuyến, to lớn khai sơn phủ bị bọn họ quăng, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu chém tới. Không thể không nói, này hai cái gia thú đại hán thực lực cực mạnh, hai thanh khai sơn phủ hạ xuống, như hai tòa thần sơn chân áp xuống, dày nặng mà cổ xưa, ẩn chứa phá mở hết thảy phong mang. Nhưng tiếc là chính là, bọn họ gặp phải là Lăng Tiêu. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng óng ánh. Trên lồng ngực phảng phất có năm viên sáng chói mặt trời nở rộ ra, vô cùng thần lực hội tụ ở quyền của hắn mang bên trên, phảng phất tạo thành một đạo chiến thần bóng mờ, ở trong hư không nở rộ ra. Chiến thần vương quyền quyền thế, phối hợp bất diệt chiến thể sức mạnh, bạo phát ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Cái kia hai thanh khai sơn phủ đều là kịch liệt rung động, phủ quang nháy mắt nổ ra, bạo phát ra kim thiết giao kích tiếng vang. Cái kia hai cái gia thú đại hán đều là cảm giác được như bị sét đánh. Cánh tay đều vào đúng lúc này mất đi chi giác. Ngươi, làm sao có khả năng? Ánh mắt của hai người bên trong đều là lộ ra khó tin vẻ mặt. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không có trả lời bọn họ, trực tiếp nhún người đánh tới, song quyền cùng xuất hiện như rồng, sáng chói tiếng rồng ngâm vang lên, cổ xưa mênh mông quyền thế đem hai cái gia thú đại hán bao phủ lại. Giết, hai người kia cũng đều là cảm thấy nguy cơ rất lớn, từng cái trong ánh mắt sát cơ rừng rực, dồn dập giống giận một tiếng, trực tiếp xông lên tận trời. Bọn họ quanh thân ma quang bốc lên, trên người gia thú cũng nổ tung ra, trên người cái kia chút ma tuyến đang ngọ nguậy, bùng nổ ra quỷ khóc sói chu gào thét thanh âm, hướng về Lăng Tiêu mi tâm đâm tới. Hơi thở của bọn họ cũng là vào đúng lúc này bắt đầu bạo tăng, đồng thời hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Chương 1356, bị sét đánh hắc lừa. Ầm ầm, ma khí cuồn cuộn ngất trời, hai cái gia thú đại hán hình thể cũng vào đúng lúc này bạo tăng, đồng thời quanh thân xuất hiện vô số đạo xúc tu. Che ngợp bầu trời mà đến, phải đem Lăng Tiêu hoàn toàn trói buộc lại. Giờ khắc này, này hai cái đại hán nơi nào còn có một chút nhân tộc bộ dạng. Đã triệt để đã biến thành ma tộc, đây là ma hóa, rất nhiều cam nguyện dấn thân vào ma tộc nhân tộc kẻ phản bội, đều có thể triển khai chủng ma này hóa thần thông, một khi hoàn toàn ma hóa phía sau, sức chiến đấu tăng vọt, có sức mạnh cực kỳ mạnh. Muốn chết, Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, quanh thân sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra, lại cũng không có mảy may ẩn giấu, song quyền của hắn như rồng. Ẩn chứa ngập trời chiến ý, như mặt trời nhỏ giống như hướng về cái kia hai cái đại hán đánh tới. Cái kia loại vô cùng quyền thế, khuấy lên tứ phương hư không, để thiên lôi hải đều đang kịch liệt sôi trào, khơi dậy từng đạo nóng rực lôi quang.
kinh thiên động địa va chạm mạnh bộc phát ra, tiếng rồng ngâm chấn động cửu tiêu, trong phút chốc sáng chói quyền ấn bao phủ mà đến, ẩn chứa vô kiên bất tồi khủng bố thần lực, trực tiếp đem đầy trời xúc tu tất cả đều nát thành bột mịn. Mà một mảnh kia mảnh nóng rực ma quang, cũng là nháy mắt bể ra, bị Lăng Tiêu quét ngang hết sạch. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hai đạo quyền ấn dương kích cửu thiên, kích phá tầng tầng trở ngại, trực tiếp đánh vào cái kia hai cái gia thú đại hán trên lồng ngực, bọn họ giống như là nổ tung khí cầu như thế, nháy mắt nổ thành một mảnh xương máu. Thậm chí, liền ngay cả bọn họ nguyên thần cũng không có chạy trốn ra ngoài, hoàn toàn hồn phi phách tán. Hai cái thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, cứ như vậy toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Con a, lúc này mới mấy năm, ngươi làm sao biến thái như vậy? Hắc Lửa trợn to hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, một tấm lửa mặt dài hơn. Lăng Tiêu nhất thời mặt đen lên, một cái tát vỗ vào đầu của nó bên trên nói, khốn nạn, lại chiếm món hời của ta, ta liền đem ngươi làm thịt hầm hắc thịt lừa, ngươi làm sao đem mình làm bị ổi như vậy? Hắc Lửa có chút buồn bực nói rằng, ta không phải Hắc Lửa, lão tử là Bạch Long Mã. Nói thì dài, ngươi cũng không biết ta mấy năm qua là thế nào qua, quả thực quá lòng chua xót. Dựa vào, Hắc Lửa liền nước mũi một thanh lệ một thanh bắt đầu khóc lóc kể lể nó tao ngộ. Nguyên lai, Bạch Long Mã trước cũng là bị truyền đến thần ma không gian bên trong, hơn nữa còn là chính nó, không có một người theo chân nó đồng thời. Nhưng Long Mã loại này thần thú, coi như là ở thần giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, trong truyền thuyết là thượng cổ thiên đế vật cưỡi, liền Bạch Long Mã liền bi kịch. Nhân tộc cường giả nghĩ phải bắt được nó làm thú cưỡi, liền ngay cả ma tộc cường giả cũng không buông tha nó, như không là dựa vào thần thông thiên phú của nó, nắm giữ cực tốc, sợ là sớm đã bị người bắt đi. Mấy năm qua Bạch Long Mã trốn đằng đông nấp đằng tây, ăn mấy lần thiệt thòi phía sau rốt cục học thông minh, ở tu vi của nó đột phá đến rồi chân thần cảnh phía sau, tự lấy đế quân truyền thụ cho nó biến hóa thuật, đã biến thành Hắc Lửa dáng dấp, đồng thời thu liễm toàn bộ khí tức, lúc này mới tránh được mọi người truy sát. Bất quá cái tên này đến chết không đổi, biến thành Hắc Lửa phía sau, một mực càng thêm được nước lên, chung quanh cướp giật trước muốn bắt lấy nó những tên kia, mấy năm qua dựa vào lừa bịp, cưỡng đoạt, để người này tu vi cũng là tăng lên cực nhanh. Lần này, hắn theo đuôi thánh môn hai tên này gõ ám côn, đem hai tên kia đánh hôn mê bất tỉnh, đoạt bọn họ thánh linh hoàn đã nghĩ chạy, kết quả hai tên kia thực lực không yếu, hơn nữa các loại quỷ dị thủ đoạn tầng ra không nghèo, một đường truy sát nó chạy đến nơi này. Người có thể không nên coi thường thánh linh hoàn, cái này thánh linh hoàn chính là lấy thánh nhân xương luyện chế mà thành đặc thù bảo vật, có thể nhận biết được trong vòng ngàn dặm bên trong thánh linh chỉ vị trí, có thánh linh hoàn chúng ta liền có thể lấy ở thánh linh chỉ xuất thế trước. Đem tìm tới, sau đó bố trí phong ấn, thánh linh chỉ chính là của chúng ta. Hắc Lửa rung đùi đắc ý nói, hết sức đắc ý, trong miệng thốt ra một đạo nhũ bạch sắc viên hoàn, xem ra óng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt thánh huy, vô cùng thánh khiết mà thuần túy. Cái tên nhà ngươi, liền sẽ gây sự, nhớ kỹ sau đó gọi ta Long Ngạo Thiên, ngươi chính là Hắc Lửa, không muốn bại lộ thân phận của ta. Lăng Tiêu tức giận chừng nó một cái nói, Long Ngạo Thiên, ngươi dĩ nhiên hố biểu đệ của ngươi. Tiểu tử ngươi ở thần giới làm không ít chuyện xấu chứ. Kha kha, chờ Long Ngạo Thiên tiểu tử kia thật sự đến rồi thần giới, biết hắn đại biểu ca làm bao nhiêu chuyện tốt đều đặt ở trên đầu hắn, e sợ phải liều mạng với ngươi. Hắc Lửa nhìn có chút hả hê nói rằng, nhếch mở ra miệng cười to, hết sức hèn mọn. Yên tâm đi, ta còn có thể sử dụng Long Ngạo Thiên danh tự này 97 năm. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, thần giới cửa lớn còn muốn mấy chục năm mới có thể mở ra. Lăng Tiêu sẽ tranh thủ ở này hơn 90 năm có đầy đủ lực tự bảo vệ. Giờ khắc này, Huyền Vương, Diệp Lương thần đám người đem thánh linh khí nuốt chửng không còn phía sau, đều là từ thánh linh chỉ bên trong đi ra. Đại ca, này đầu Hắc Lửa là tọa kỵ của ngươi sao? Dài đến thật xấu, không bằng giết hồng muộn hắc thịt lửa ăn đi. Diệp Lương thần trừng mắt Hắc Lửa, có chút hiếu kỳ hỏi. Con a, ngươi mới là xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Xấu xí, còn dám cười nhạo bản tọa. Có tin hay không bản tọa một cái tát chết ngươi. Hắc Lửa nhất thời nổi giận, sắc mặt khó coi trừng mắt Long Ngạo Thiên nói. Tiên sư nó, ngươi dám chiếm lão tử giá rẻ, có tin hay không lão tử để xét đánh chết ngươi. Diệp Lương thần mặt tối sầm lại nhìn trước mắt Hắc Lửa, cảm giác tên khốn kiếp này có chút thích ăn đòn. Để xét đánh ta, ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân vẫn là đại đế, thực sự là nói khoác không biết ngượng, còn dám hung hăng, bản tọa một móng đạp chết ngươi. Hắc Lửa cười lạnh một tiếng nói. Hắc Lửa, lão tử không để cho ngươi mở mắt một chút, ngươi còn thật sự cho rằng lão tử thu coi không được ngươi. Lão Thiên, đến vài đạo xét đánh chết tên khốn kiếp này.
Diệp Lương Thần trừng mắt hắc lừa, trực tiếp ngửa lên trời hô to một tiếng nói. Lăng Tiêu cùng chung quanh mấy người đều là khóe miệng giật một cái, cảm giác được khóe mắt nhảy lên, vội vã lui về sau hơn 10 trượng, đã rời xa hắc lừa. Hắc lừa có chút không hiểu ra sao, nhìn Lăng Tiêu đám người một cái nói, các ngươi chạy cái gì chạy. Coi như là thật sự có xét hạ xuống cũng phách không tới bản tọa tốc độ thiên hạ vô song. Ầm ầm, thế nhưng, hắc lừa vừa dứt lời, trong hư không nháy mắt một đạo tiếng sấm vang lên, vài đạo nóng rực lôi quang từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền ngay cả hắc lừa đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị sét đánh. Đại gia ngươi, hắc lừa thảm kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, cả người bộ lông màu đen đều dựng lên, trên người hắc một mảnh trắng một mảnh, còn khói đen bốc lên, xem ra hết sức thê thảm. Hắc lừa, ngươi lại chửi một câu, có tin hay không lão tử còn để sét đánh ngươi. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, đại gia ngươi, bản tọa còn không tin cái này tà, vừa rồi nhất định là trùng hợp. Hắc lừa mạnh miệng, nhưng nhìn đến Diệp Lương Thần tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, nhất thời trong lòng truyền hình trực tiếp lông, cảm giác được không chắc chắn. Phách hắn, Diệp Lương Thần thản nhiên nói, ầm ầm, nhất thời, lại có mấy đạo lôi đình rơi xuống, ẩn chứa cực kỳ bạo ngược sức mạnh, lại đánh vào hắc lừa trên người. Chương 1357, to lớn thánh linh chỉ tam tích. Đừng a, ta sai rồi. Hắc lừa hét thảm một tiếng, tuy là nó nắm giữ cực tốc, dĩ nhiên cũng căn bản không có cách nào chạy trốn cái kia từng đạo nóng rực lôi quang, bị đánh vô cùng sự thê thảm. Lăng Tiêu đám người càng thêm lùi lại mấy bước, từng cái khóe miệng co giật. Diệp Lương Thần tà môn, bọn họ đều từng trải qua, này đầu hắc lừa vừa rồi như vậy được nước, hiện tại bị dạy dỗ, bị đánh miệng sùi bọt mép, trợn tròn mắt. Lăng Tiêu cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Bạch Long Mã nhất định chính là cái đâm đầu, hiện tại được rồi, có Diệp Lương Thần đối phó nó, cái tên này nháy mắt liền đàng hoàng. Đại ca, ta thật sự sai rồi, ngươi không biết đúng là thánh nhân giả dạng làm cái bộ dáng này tới chơi ta đi. Ngôn xuất pháp tùy, ngươi thật trâu bò, hắc lừa là hoàn toàn phục rồi, hoặc giả nói là bị sét đánh sợ, nhất thời cũng có chút lấy lòng nhìn Diệp Lương Thần. Biết lỗi rồi là được, sau đó tốt thật nghe lời. Diệp Lương Thần cười híp mắt sờ sờ hắc lừa đầu to nói. Hắc lừa rơi lệ đầy mặt, cảm giác được tiền đồ hoàn toàn u ám. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, mọi người đừng làm rộn, đón lấy chúng ta đi tìm Thánh Linh Trì. Hắc lừa là một người bằng hữu của ta, trước hắn đoạt thánh môn Thánh Linh Hoàn, có thể nhận biết được Thánh Linh Trì tồn tại, chúng ta tốt nhất có thể tìm được một chỗ không có xuất thế Thánh Linh Trì, đến thời điểm bố trí phong ấn, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Lăng Tiêu lên tiếng. Ngăn lại Diệp Lương Thần cùng hắc lừa đùa giỡn. Thánh Linh Hoàn, này có thể là không bình thường bảo vật a, nếu là có Thánh Linh Hoàn, vậy chúng ta tìm kiếm Thánh Linh chỉ hiệu suất nhưng là tăng lên thật nhiều. Phương Sùng nhất thời ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là nghe nói qua Thánh Linh Hoàn đại danh. Đó là đương nhiên, ta cướp cái này Thánh Linh Hoàn, có thể nhận biết được trong vòng ngàn dặm bên trong Thánh Linh chỉ, theo bản tọa, bảo đảm để cho các ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Hắc lừa rào rạt cười đắc ý nói. Đem vừa rồi bị sét đánh sự tình đều quên đi. Hắc lừa, đến cảm giác một hồi phụ cận có hay không có thánh linh chỉ tồn tại. Lăng Tiêu nhìn nó một cái nói, e sợ đón lấy một quãng thời gian rất dài, Bạch Long Mã đều phải lấy hắc lừa diện mạo đến gặp người, trừ phi có một ngày nó có thể chứng đạo trở thành yêu thánh, bằng không một vị Long Mã thần thú, đáng giá thánh nhân ra tay đi bắt giữ. Được, hắc lừa nhất thời đem thánh linh hoàn tế đi ra. Bù, thánh linh hoàn trôi nổi ở trong hư không, tản ra mờ mịt ánh sáng. Mặt trên phảng phất nổi lên một mảnh thần bí màu đen biển rộng, mặt trên nổi lơ lửng mấy tòa lôi đỉnh núi. Trong vòng ngàn dặm thiên lôi hải vực toàn cảnh, đều hiện lên thánh linh hoàn bên trong. Này trong vòng ngàn dặm cũng không có thánh linh trì. Ồ, không đúng, đó là cái gì? Hắc lừa nhìn thánh linh hoàn một chút có chút thất vọng nói rằng, thế nhưng đột nhiên, con mắt của nó trừng lớn lên, thấy được trong đó một tòa lôi đỉnh núi, tản ra một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cái kia tia kim quang hết sức mịt mờ. Không nhìn kỹ vẫn đúng là không phát hiện được. Màu vàng thánh linh trì, đây tuyệt đối là một tòa to lớn thánh linh trì a. Phát đạt, thật sự phát đạt, ha ha ha, như là đại hình thánh linh trì, đủ để cho chúng ta mỗi người đều đột phá một cảnh giới, nhanh đi nhìn. Hắc lừa trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc hưng phấn. To lớn thánh linh trì, coi như là ở toàn bộ thiên lôi hải bên trong, e sợ cũng không có bao nhiêu. Thánh linh trì hình thành, cùng thánh đạo cường giả tu vi. Hóa đạo lúc điều kiện có quan hệ, như là một tòa to lớn thánh linh trì, e sợ chí ít cũng là thánh nhân trong trí cường giả. Chúng ta đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, kịp thời quyết đoán liền mang theo mọi người hướng về tòa kia thánh linh trì bay đi.
Lăng Tiêu vừa rồi ly khai không lâu, thì có một đạo thân mặc màu đen long bào thân ảnh xuất hiện ở lôi đỉnh núi bên trên. Chính là Đại Chu học viện trưởng lão, Cơ Hoàng. Long Ngạo Thiên, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Cơ Hoàng ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản ra sát ý lạnh như băng, nháy mắt lại biến mất ở trong hư không, hướng về Lăng Tiêu vị trí phương vị đuổi theo. Vẫn là đi theo qua sao? Chính là không biết là kiếm côn vẫn là Cơ Hoàng, bất quá Cơ Hoàng độ khả thi to lớn nhất. Nếu muốn lôi Nguyên Châu, cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, trong ánh mắt lộ ra một tia tia sáng kỳ dị. Từ ly khai Thái Trọng Cổ Thành thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy có người sau lưng đang cùng theo, hơn nữa còn là một vị thần vương cảnh cường giả. Hắn suy đoán có khả năng rất lớn chính là Cơ Hoàng. Long Mã, người trước dẫn bọn họ đi tìm Thánh Linh Trì, có người đang theo dõi ta, chờ ta bỏ rơi hắn lại với các ngươi hội hợp. Lăng Tiêu truyền âm cho Hắc Lửa nói. Hắc Lửa mắt sáng lên, nói, người nào, có cần hay không hỗ trợ? Không cần, ta có thể ứng phó. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Sau đó, hắn lại phân biệt truyền âm cho Huyền Vương, Diệp Lương Thần cùng Phương Sùng đám người, nói cho bọn họ biết chính mình tạm thời có việc cần ly khai, cũng không có đề cập có người sau lưng đi theo sự tình, mọi người cũng đều là gật đầu đồng ý, theo Hắc Lửa đồng thời hướng về Thánh Linh Chỉ vị trí đi. Mà Lăng Tiêu nhưng là mắt sáng lên, thay đổi phương hướng hướng về Lôi Nguyên Châu vị trí đi. Căn cứ Ma Thần Vương bàn giao, Lôi Nguyên Châu bị hắn giấu ở Thiên Lôi Hải chỗ sâu một tòa vực sâu trong động phủ, nơi đó không chỉ có Lôi Nguyên Châu, hơn nữa còn có Ma Thần Vương mình cất giấu. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm tính toán, Cơ Hoàng chính là một vị thần vương cường giả, sức chiến đấu bất phàm, lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi tự nhiên không phải là đối thủ của Cơ Hoàng. Lăng Tiêu bây giờ có thể đối phó Cơ Hoàng, chính là Hoàng Kim Chiến Sĩ cùng với hắn luyện chế cái kia chút thần phù. Hoàng Kim Chiến Sĩ như là ra tay, Lăng Tiêu có lòng tin có thể mang Cơ Hoàng chém giết, thế nhưng Lăng Tiêu lại không muốn len sợi, dù sao Hoàng Kim Chiến Sĩ chiếm được Thái Hư Đế Quân truyền thừa, bây giờ e sợ bị rất nhiều người đều theo dõi, như là tin tức bị Cơ Hoàng tiết lộ đi ra ngoài, vậy thì phiền toái. Như là không sử dụng Hoàng Kim Chiến Sĩ, vậy cũng chỉ có cái kia mấy trăm tấm thần phù. Này Thiên Lôi Hải trong lôi bạo hết sức khủng bố, coi như là thần vương cảnh cường giả gặp lôi bạo, không chết cũng phải trọng thương. Nếu là ta có thể tìm được một chỗ sức mạnh sấm sét hỗn loạn lĩnh vực, có rất lớn cơ hội đem Cơ Hoàng trọng thương, thậm chí là đánh giết. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, tốc độ của hắn cực nhanh, như một đạo kim sắc thiểm điện trên bầu trời Thiên Lôi Hải phi hành, hơn nữa bởi vì hắn thu liễm cả người khí tức, vì lẽ đó cũng không có gây nên Thiên Lôi Hải bầu trời lôi đình tập kích. Cái này Long Ngạo Thiên dĩ nhiên cùng những người kia ra đi, xem ra phải là lấy tìm kiếm Lôi Nguyên Châu. Rất tốt, chờ ngươi tìm được Lôi Nguyên Châu, bản tọa liền tiễn ngươi lên đường. Lăng Tiêu phía sau, Cơ Hoàng núp ở một chỗ trong hư không, không gần không xa cùng sau lưng Lăng Tiêu, mắt sáng rực lên. Hắn giờ khắc này trong lòng càng thêm xác định suy đoán của mình, cái này Long Ngạo Thiên chắc chắn biết Lôi Nguyên Châu tâm tích. Ầm ầm, bay mấy vạn dặm phía sau, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, một đầu đâm vào Thiên Lôi Hải bên trong, đồng thời bắt đầu hướng về Thiên Lôi Hải nơi sâu xa lẻn đi. Chương 1358, Hoàng Kim Điện Man. Thiên Lôi Hải bên trong, màu đen nước biển lạnh lẽo thấu xương, đồng thời ẩn chứa kỳ dị thiểm điện lực lượng, Lăng Tiêu tiến vào Thiên Lôi Hải bên trong cũng cảm giác được cả người giật mình một cái, phảng phất có vô tận điện lưu xuyên qua thân thể của hắn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, này Thiên Lôi Hải trong sức mạnh sấm sét tuy rằng không tính mạnh, nhưng cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được, chân thần cảnh trở xuống chắc chắn phải chết, như là bất hạnh gặp cường đại lôi đình, e sợ thiên thần cảnh cũng phải bị trọng thương. Lăng Tiêu lựa chọn này một mảnh hải vực xem ra tương đối bình tĩnh, nhưng Lăng Tiêu lại có thể nhận biết được, trong nước biển sức mạnh sấm sét càng thêm nồng nặc, giữa hai bên đan dệt, tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng gợn sóng, như là hơi thêm xúc động, chỉ sợ cũng sẽ hình thành một mảnh lôi bạo. Lăng Tiêu chính là định ở đây, cho Cơ Hoàng bày xuống một cái bẫy, coi như là không thể đem hắn giết chết, cũng phải đưa hắn trọng thương, mới có thể đem thoát khỏi. Lăng Tiêu ở trong nước biển hướng về nơi sâu xa lẻn đi, nhưng chợt cảm giác từ phía sau lưng truyền đến một luồng nguy cơ, hắn dù muốn hay không bay thẳng đến bên cạnh bỗng nhiên na di đi. Một đạo kim sắc thiểm điện, ở Lăng Tiêu nguyên bản vị trí nổ ra, như mặt trời nhỏ giống như óng ánh, ẩn chứa cực kỳ ba động khủng bố. Lăng Tiêu sợ hết hồn, lúc này mới nhìn thấy cái kia một đạo kim sắc thiểm điện là một cái có tới dài mấy trượng Hoàng Kim Điện Man bắn ra. Hoàng Kim Điện Man toàn thân như kim loại đổ bê tông, nhỏ vụn vảy chi trên có từng đạo phù văn thần bí, quanh thân màu vàng thiểm điện quanh quẩn, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy tàn khốc tâm ý. Hoàng Kim Điện Man, là này Thiên Lôi Hải trong một loại đặc thù hung thú, tuy rằng không có gì linh trí, nhưng cũng cực kỳ hung mãnh, có thể phun ra thiểm điện,
thực lực cực mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng Lăng Tiêu nhìn thấy Hoàng Kim Điện Man phía sau, ánh mắt lại là không khỏi sáng lên. Ở đây dĩ nhiên có Hoàng Kim Điện Man. Hoàng Kim Điện Man đều là kết đám mà sinh, hơn nữa thích nhất thiên lôi mộc, nếu như có thể tìm tới thiên lôi mộc, liền có thể lấy dễ như trở bàn tay xúc động lôi bạo, lại thêm thần của ta phù, ngược lại là có thể tính toán một hồi cơ hoàng. Lăng Tiêu trong lòng tính toán, thế nhưng Hoàng Kim Điện Man mắt thấy một đòn không trúng, lại là hướng về Lăng Tiêu vọt lên. Ầm ầm, nóng rực màu vàng thiểm điện hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến, đồng thời Hoàng Kim Điện Man mở ra bồn máu đại miệng, muốn đem Lăng Tiêu nuốt xuống. Hoàng Kim Điện Man từ Lăng Tiêu trên người cảm thấy một luồng rất dễ chịu khí tức, cảm giác được như là nuốt vào cái này nhân tộc đối với nó cần phải có nhiều chỗ tốt, cho nên trực tiếp liền đối với Lăng Tiêu phát động công kích. Muốn chết, Lăng Tiêu ánh mắt hơi lạnh lẽo, loại trình độ này thiểm điện tuy rằng rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu nhưng chắc chắn trực tiếp cứng rắn chống lại. Hắn bây giờ thân thể cực kỳ khủng bố, còn chưa phải là một con Hoàng Kim Điện Man có thể dung chuyển. Ầm ầm, màu đen nước biển mãnh liệt, Lăng Tiêu đấm ra một quyền. Chung quanh nước biển đều tựa như bị ép sụt, hóa thành một đạo màu đen bóng nước, trong phút chốc tạo thành một chỗ trạng thái chân không, bay thẳng đến Hoàng Kim Điện Man sông lên trên. Màu đen bóng nước cùng màu vàng thiểm điện va chạm, nháy mắt liền nổ ra, mà một đạo trắng như tuyết đao quang ngang qua mà xuống, ẩn chứa phong mang vô cùng sóng sức mạnh. Tài quyết thất thức, Lăng Tiêu lấy trưởng đao triển khai tài quyết thất thức, đao thế mênh mông hùng hồn, không gì không xuyên thủng, theo một đao này chém xuống đến. Hoàng Kim Điện Man giữ tợn đầu trực tiếp bị Lăng Tiêu chém xuống, máu tươi phun mạnh, nhiễm đỏ bốn phía hải vực. Lăng Tiêu nhưng là trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trực tiếp đem quanh thân khí tức thu lại đến mức tận cùng, hướng về biển sâu tiềm hành mà đi. Hắn có thể đủ cảm giác được, bên trong biển sâu còn có Hoàng Kim Điện Man tồn tại. Mà sau lưng hắn, cơ hoàng không gần không xa theo, tuy rằng giữ đầy đủ cẩn thận, nhưng là càng ngày càng hưng phấn lên. Bởi vì hắn cảm giác được khoảng cách Lôi Nguyên Châu càng ngày càng gần. Vừa nghĩ tới Lôi Nguyên Châu sức mạnh kinh khủng kia, cơ hoàng trong lòng chính là vô cùng hỏa nóng lên. Chờ hắn bắt được Lôi Nguyên Châu, đến thời điểm ở này thiên lôi hải bên trong nhất định có thể như cá được nước, đừng nói là chỉ là một cái Long Ngạo Thiên, coi như là cái khác mấy đại học viện cường giả, hoặc là ma tộc cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Vèo, Lăng Tiêu thân ảnh còn như là mũi tên lặn xuống mấy vạn trượng, bên trong biển sâu tia sáng càng phát ảm phai nhạt, bốn phía đều là đen nhánh một mảnh, không hề có một chút hiện ra quang. Nhưng Lăng Tiêu nhưng truy tầm Hoàng Kim Điện Man khí tức, hướng về bên trong biển sâu bơi lội. Thiên lôi hải bên trong tuy rằng sinh tồn điều kiện hết sức gian nguy, loại cá cũng không nhiều, nhưng vẫn có một ít kỳ dị sinh linh ở đây sinh tồn. Cái kia chút sinh linh đại cũng có thuộc tính sấm sét, thực lực khá là cường hãn, bất quá Lăng Tiêu cũng không làm kinh động bọn họ, vì lẽ đó vẫn tính là rất bình tĩnh. Lăng Tiêu cuối cùng, đi tới đáy biển một dãy núi bên trong. Hắn có thể đủ nhìn thấy, ở dãy núi kia bên trong. Dù động mấy chục trên trăm đầu Hoàng Kim Điện Man, yếu nhất bất quá dài mấy trượng, mà một người cường đại nhất nhưng là có tới hơn 1.000 trượng, như một cái Hoàng Kim Cự Long, tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng gợn sóng. Cái kia Hoàng Kim Điện Man, chỉ sợ sẽ là vua của bọn họ giả, Lăng Tiêu có thể cảm giác được hơi thở của nó vô cùng khủng bố, e sợ đã đạt đến thần vương cảnh cấp độ. Mà ở trong dãy núi, sinh trưởng mấy cây màu tím cây nhỏ, chỉ có cao mấy trượng, cành lá thưa thớt, quanh quần màu tím thiểm điện, tản ra cực kỳ tinh thuần sức mạnh sấm sét. Thiên lôi mộc, Lăng Tiêu mắt nhất thời sáng lên, cái kia mấy cây màu tím cây nhỏ chính là thiên lôi mộc chính là một loại cao cấp tài liệu luyện khí, thậm chí có thể dùng đến luyện chế thánh khí, thế nhưng sinh trưởng lại hết sức chậm chậm cùng hà khắc, nhất định phải sinh trưởng ở lôi đình hội tụ chi địa. Này mấy cây cao mấy trượng thiên lôi mộc, e sợ đã sinh trưởng có tới vài chục vạn năm. Không trách có thể chống đỡ một đám Hoàng Kim Điện Man sinh trưởng, quả nhiên là có thiên lôi mộc thứ chí bảo này. Bây giờ, thiên lôi mộc đã có. Thậm chí còn có một đám Hoàng Kim Điện Man làm trợ công, bây giờ then chốt liền là như thế nào dẫn cơ hoàng mắc câu. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, e sợ giờ khắc này cơ hoàng đang ở cách đó không xa quan sát hắn, nhất định phải để cơ hoàng tin tưởng ở đây quả thật có Lôi Nguyên Châu tồn tại. Bất quá Lăng Tiêu cũng không dám mạo hiểm, giống như Hoàng Kim Điện Man có lẽ không phát hiện được sự tồn tại của hắn, thế nhưng cái kia Hoàng Kim Điện Man vương nhưng để hắn hết sức kiêng kỵ. Bất quá Lăng Tiêu rất có kiên trì, chuẩn bị chờ đợi một thời gian ngắn. Hoàng Kim Điện Man cũng cần ra ngoài đi săn, không thể vẫn chờ ở xào huyệt bên trong. Lôi Nguyên Châu, chẳng lẽ thật sự ở tòa sơn mạch này bên trong sao? Xem ra vô cùng có khả năng, dù sao nơi này là lôi đình hội tụ chi địa, hơn nữa còn có thiên lôi mộc thứ chí bảo này, xem ra lần này ta thật muốn phát đạt. Cách đó không xa, cơ hoàng nhìn chằm chằm cái kia mấy cây màu tím quanh quẩn thiên lôi mộc, trong ánh mắt cũng đầy là tham lam cùng ánh sáng nóng bỏng.
Đây chính là có thể luyện chế thánh khí bảo vật, hơn nữa có nhiều như vậy thiên lôi mộc, đối với tu luyện lôi đạo thần thông võ giả tới nói, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Hắn cũng không có manh động, muốn nhìn một chút Long Ngạo Thiên có phải hay không thật sự tìm được Lôi Nguyên Châu. Ngược lại, hắn cũng có đầy đủ kiên trì. Chương 1359, bạo nổ. Lăng Tiêu vận khí vẫn tính là không sai, ba ngày phía sau, Hoàng Kim Điện Man Vương liền mang theo hơn 10 đầu Hoàng Kim Điện Man chậm rãi rời đi xào huyệt, hẳn là ra ngoài đi săn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đợi đến hắn triệt để không cảm giác được Hoàng Kim Điện Man Vương khí tức thời gian, nhất thời liền cẩn thận hướng về bên trong dãy núi tiềm hành mà đi. Lăng Tiêu một bên lặn trong nước, một bên đang tính toán khoảng cách cùng phương vị. Nếu là muốn xúc động lôi bạo, liền không thể khoảng cách thiên lôi mộc quá xa, như là nếu như vậy, nơi đó hẳn là chỗ tốt nhất. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, liền thấy cái kia mấy cây thiên lôi mộc bên cạnh trên vách núi đá, có một hang núi, khoảng cách thiên lôi mộc chỉ có mấy trượng xa, quanh quẩn đạo đạo màu tím lôi quang. Hắn đã quan sát được, hang núi kia chính là Hoàng Kim Điện Man Vương chỗ ở, sơn động ở ngoài còn có mấy cái Hoàng Kim Điện Man đang xem thủ sơn động. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nhất thời một vị hai vị hắc thiết chiến sĩ hiện lên hắn bên người, sau đó hướng về một hướng khác đi, Lăng Tiêu nhưng là lặn trong nước đến rồi sơn động xung quanh. Ầm ầm, cũng không lâu lắm, cái kia hai vị hắc thiết chiến sĩ liền bắt đầu rào động động tĩnh khổng lồ. Xa xa sơn mạch kịch liệt rung động, từng viên một đá tảng nổ ra, hai vị hắc thiết chiến sĩ càng là hợp lực đánh lén, chém giết một vị Hoàng Kim Điện Man. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này giống như là chọc vào tổ ong vò vẽ như thế, nhất thời tất cả Hoàng Kim Điện Man đều bạo nộ rồi lên, bị hai vị hắc thiết chiến sĩ hấp dẫn sự chú ý, bay thẳng đến cái kia hai vị hắc thiết chiến sĩ phóng đi. Cơ hội tốt, Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, nhưng là nháy mắt liền hướng về bên trong hang núi kia vào tới. Tất cả Hoàng Kim Điện Man đều bị hắc thiết chiến sĩ hấp dẫn, vì lẽ đó cũng không có phát hiện Lăng Tiêu động tĩnh, mỗi một người đều là hoàn toàn bạo nộ rồi lên, bắt đầu liều mạng vây công hắc thiết chiến sĩ. Lăng Tiêu tiến vào bên trong hang núi ngay lập tức, chính là bóp nát một tấm hắn đã sớm chuẩn bị xong tường đồng vách sắt phù, đem sơn động phong ấn lên. Tường đồng vách sắt phù có thể hình thành một đạo kết giới, chống đối thần vương cường giả một đòn, đầy đủ ngăn trở cơ hoàng chốc lát. Tiến vào sơn động phía sau, Lăng Tiêu ngay lập tức sẽ bắt đầu bố trí lên. Trên trăm đạo ngũ hành thần phù bị hắn đặt ở sơn động hai bên, đồng thời ngũ hành thần phù cũng vậy liên kết, một khi làm nổ nhất định có thể hình thành phản ứng dây chuyền, bùng nổ ra kinh khủng nhất công kích. Hơn nữa, bên ngoài sơn động chính là mấy cây thiên lôi mộc, tản ra cường đại lôi đạo pháp tác gợn sóng, một khi ở đây hình thành nổ kịch liệt, khoảng cách gần như thế nhất định sẽ đem thiên lôi mộc bao vây ở bên trong, đến thời điểm lôi bạo nhất định có thể hình thành. Hiện tại, thì nhìn cơ hoàng lúc nào xông vào, Lăng Tiêu bố trí kỹ càng phía sau, hơi yên lòng, liền bắt đầu đánh giá hang núi này. Sơn động hết sức rộng rãi, Lăng Tiêu phát hiện bên trong hang núi dĩ nhiên thật nhiều bảo thạch, thiên tài địa bảo, thậm chí còn có tàn phá thần khí, thánh bảo, đều là tản ra hào quang óng ánh, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng tựa như mặt trời ban trưa. Này Hoàng Kim Điện Man Vương dĩ nhiên cũng còn như long tộc giống như vậy, yêu thích sưu tập các loại bảo vật, đặc biệt là yêu thích cái kia chút sáng trong suốt bảo thạch. Lôi thần tinh, lôi long khô đằng, tử dạ thần liên. Lăng Tiêu mắt quang sáng lên, này chút dĩ nhiên đều là cao cấp thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có vài cây cực phẩm thần dược, để Lăng Tiêu đều là cực kỳ tâm chuyển động. Cũng thật là thu hoạch không nhỏ a. Lăng Tiêu cười hì hì, cũng không có cẩn thận kiểm tra, tự nhiên là không chút khách khí đem tất cả bảo vật đều cất đi. Cơ hoàng ở bên ngoài nhìn thấy Lăng Tiêu tiến vào bên trong hang núi, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ở đây không phải Hoàng Kim Điện Man Vương động phủ sao? Lôi Nguyên Châu chẳng lẽ ở đây? Hắn trong lòng có chút ngờ vực, cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng là vừa không nói ra được. Vù, sau một khắc, hắn cảm giác được cường đại phù văn lực lượng bộc phát ra, đem sơn động cửa động cho ngăn lại, nhất thời không khỏi trong lòng một hồi hộp. Tiểu tử này không phải là muốn chạy chứ? Thần độn thiên phù ở thiên lôi hải bên trong, bởi vì lôi đạo pháp tắc hạn chế, muốn trực tiếp truyền tống về thái trọng cổ thành căn bản không khả năng, xem ra nhất định phải muốn động thủ. Cơ hoàng nhất thời liền cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nhún người nhảy lên, hướng về bên trong hang núi phóng đi. Ầm ầm, trong ánh mắt của hắn hàn mang lóe lên, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Màu tím quyền ấn bá đạo vô cùng, ẩn chứa lực lượng vô địch gợn sóng, như một đạo màu tím lôi long, đánh vào tường đồng vách sắt phủ biến thành kết giới bên trên. Răng rác, to lớn kết giới trực tiếp nổ tung, cơ hoàng cũng là nháy mắt đi vào bên trong hang núi. Sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Lăng Tiêu đang đứng trước mặt của hắn, một mặt bộ dáng cười mị mị, phảng phất đang chờ hắn như vậy. Theo ta một đường,
lẽ nào ngươi liền không mệt mỏi sao? Bất quá bây giờ hết thảy đều có thể kết thúc, Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng, giống như là đang cùng bạn cũ tán gẫu ngày như thế. Bạo nổ, thế nhưng sau một khắc, Lăng Tiêu sắc mặt lập tức trở nên lãnh khốc vô tình lên, trong miệng trực tiếp bạo quát một tiếng đạo, trở mặt quả thực còn nhanh hơn lật sách. Không được, Cơ Hoàng trong lòng rung mạnh, cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết, dù muốn hay không liền muốn lui ra sơn động. Thế nhưng, đã muộn, oanh, trên trăm đạo thần phù trực tiếp bị Lăng Tiêu cho dẫn bạo, giống như là sáng chói nhất khói lửa như thế, ở Lăng Tiêu trước mặt nổ tung. Mà Cơ Hoàng đứng mũi chịu sào, đã bị cái kia cỗ rừng rực mà kinh khủng thần quang bao phủ lại. Trên trăm đạo thần phù uy lực nổ tung mạnh bao nhiêu? Giống như là trên trăm vị thiên thần cảnh cường giả đồng thời tự bạo giống như vậy, cái kia loại phản ứng dây chuyền cùng cộng lại, đủ để thần vương cảnh cường giả tê cả da đầu, tâm thần rung động. Sáng chói thần quang nở rộ ra, mặt đất rung chuyển, vô tận nước biển đều tựa như là sôi trào như thế, hang núi này lại cũng không chịu nổi loại này sức mạnh kinh khủng gợn sóng, trực tiếp sụp đổ ra. Loạn thạch bay ngang, lôi quang lấp lóe, đồng thời ở đó cỗ sức mạnh kinh khủng bên dưới, trực tiếp bị nát thành bột mịn. Khốn nạn a, Long Ngạo Thiên, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cơ Hoàng điên cuồng giống to, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Quanh người hắn thả thần quang, từng đạo hào quang óng ánh lan ra, đồng thời quanh thân cường đại phòng ngự thần khí cũng bị hắn thúc dục, thậm chí còn có phòng ngự phù văn đem hắn cả người đều bao phủ lại. Ở loại này kinh khủng nổ dây chuyền trước mặt, hắn sử xuất hết thảy phòng ngự thủ đoạn. Đồng thời Cơ Hoàng trong lòng căn bản không thể tin được, cái kia gọi là Long Ngạo Thiên tiểu tử làm sao dám sử dụng thủ đoạn như vậy. Hàng trăm tấm thần phù đồng thời nổ ra, thiên thần cảnh cường giả chắc chắn phải chết, Long Ngạo Thiên cách hắn gần như vậy, tiểu tử kia sẽ không sợ chính mình sẽ bị nổ chết sao? Cơ Hoàng làm sao nhìn đều cảm giác được Long Ngạo Thiên sẽ không đồng quy vu tận cùng hắn. Sau một khắc, Cơ Hoàng liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn nhìn thấy, nguyên bản đứng ở trước mặt hắn Lăng Tiêu dĩ nhiên sống sờ sờ biến mất rồi. Cơ Hoàng còn không kịp nghĩ nhiều, cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, trực tiếp đưa hắn hoàn toàn bao phủ lại. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.